chương 1731, quá muộn, ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được nữ nhân tiến công, theo Chu Văn đã mười phần hoàn mỹ bố cục cùng chiêu thức, tại trước mặt nữ nhân lại có vẻ trăm ngàn chỗ hở, ép Chu Văn mỗi lần đều chỉ có thể đánh đổi khá nhiều, mới có thể cản ngăn cản hóa giải thế công của nàng, trong tay có thể cùng hư vô kiếm khí đối kháng tiên kiếm, từ đầu đến cuối đều không thể đụng phải trong tay nữ nhân hư vô kiếm khí. Loại áp lực này nhường Chu Văn nghĩ đến hàng chiều đã kích, cái từ này, nữ nhân rất nhiều thủ đoạn, đều vượt qua Chu Văn tự thân tri thức có thể hiểu được phương diện, nữ nhân lúc trước nói lời hết sức ngạo mạn, có thể nàng xác thực có ngạo mạn vốn liếng, tri thức phương diện khoảng cách xác thực rất lớn, không xong rồi, tiếp tục như vậy nữa, căn bản kiên trì không đến sư vực nắm hư vô kiếm khí hoàn toàn phân tích ra được. Chu Văn vết thương trên người càng ngày càng nhiều, tâm cũng càng ngày càng lạnh, nữ nhân tự như là không gì làm không được thần. Vô luận Chu Văn lực lượng cùng kỹ pháp làm sao biến hóa, nàng tự hồ cũng có thể xem thấu hết thảy, đồng thời nói chúng tim đen phá mất Chu Văn khổ tâm bố cục, ngay tại Chu Văn lại một lần muốn bị hư vô kiếm khí trảm bên trong thời điểm, thân hình lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại đỉnh núi một bên khác, nữ nhân hơi ngẩn ra, lần này nàng cũng không có khả năng trước tiên dự liệu được Chu Văn xuất hiện vị trí, cũng không thể trước tiên tiến hành công kích, ngũ hành hợp nhất động thuật nữ nhân khẽ nhíu mày ánh mắt nhìn về phía ghé vào chu văn trên bờ vai thảo quả em bé chu văn trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật nếu là một kiếm này không có né tránh sợ là hắn một cánh tay đều muốn bị chặt đứt hiện tại chu văn âm thầm vui mừng nắm thảo quả em bé mang đi qua vừa rồi liền là thảo quả em bé sử dụng động thuật giúp hắn trốn khỏi một kiếm kia nữ nhân công kích lần nữa chu văn chỉ có thể tiếp tục liều tự chiến đấu thảo quả em bé thỉnh thoảng sử dụng động thuật trợ giúp hắn nhưng cũng chỉ là tình cờ một lần. Cũng không là mỗi một lần đều sẽ sử dụng động thuật trợ giúp Chu Văn trốn tránh, Chu Văn hiểu rõ vì cái gì Thảo Quả em bé không có một mực sử dụng động thuật trợ giúp hắn, không phải Thảo Quả em bé không nguyện ý, cũng không phải Thảo Quả em bé lực lượng không đủ, nguyên nhân chân chính liền là nữ nhân kia, bởi vì Thảo Quả em bé sử dụng mấy lần động thuật trợ giúp Chu Văn chạy trốn về sau nữ nhân đối với bỏ chạy sau chu văn xuất hiện vị trí dự phán càng ngày càng tiếp cận khoảng cách có thể tin chuẩn dự phán cũng chỉ là vấn đề thời gian mà lại thời gian này còn sẽ không quá dài ngũ hành hợp nhất động thuật vì thứ nguyên cũng tìm không ra mấy cái hiểu được bất quá tại bản tôn trước mặt vậy cũng bất quá chỉ là tiểu đạo mà thôi nữ nhân nói xong một kiếm trảm ra vừa mới thoát ra chu văn chật vật trốn tránh ngực lại bị trảm ra một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm Chu Văn biết nữ nhân đã triệt để xem thấu thảo quả em bé đồn thuật, nếu là thảo quả em bé tái sử dụng đồn thuật trợ giúp hắn, sợ là thoát ra thời điểm liền là hắn bị chém giết thời điểm, không thể trốn nữa. Chu Văn ngừng di chuyển nhanh chóng bước chân. Khí thế trầm ngưng, hai mắt nhìn chầm chập nữ nhân hai chân, kiếm pháp biến hóa mặc dù nhiều, có thể là vô luận đâm bổ chọn trảm, cuối cùng công hướng Chu Văn con đường cũng chính là những cái kia, chân chính khó mà dự liệu, nhưng thật ra là nữ nhân thân pháp chỉ cần có thể dự đoán được nữ nhân di chuyển quỷ tích sử dụng tiên kiếm ngăn lại hư vô kiếm khí liền sẽ dễ dàng rất nhiều chu văn chịu nhiều như vậy kiếm nhìn lâu như vậy đối với nữ nhân thân pháp đã có một cái đại khái khái niệm thế nhưng có thể hay không ngăn lại được liền chính hắn cũng không thể xác định nhanh như vậy liền từ bỏ sao nữ nhân lạnh lùng nói lấy thân hình lại một chút cũng không có dừng lại uyển chuyển dáng người trong chốc lát đến chu văn trước mặt trong tay hư vô kiếm khí cũng chém về phía chu văn chu văn không có nhượng bộ tự hồ đã nhìn chuẩn cơ hội trong tay phải tiên kiếm bỗng nhiên hướng về một cái phương hướng trảm ra kết thúc tiên kỹ năng pháp như thế nào ngươi có thể dự liệu tại nữ nhân chế nhạo âm thanh bên trong tiên kiếm chém một cái không hư vô kiếm khí theo mặt khác một bên chém về phía chu văn cổ nữ nhân coi là lần này nhất định có thể chém giết chu văn khoảng cách gần như thế coi như là độn thuật cũng không kịp trợ giúp Chu Văn trốn, mà không có tiên kiếm cái tay còn lại, chỉ bằng đại phạm thiên lực lượng cũng ngăn không được hư vô kiếm khí toàn lực một trảm, răng rắc, một tiếng phản phất pha lê phá toái thanh âm tại Chu Văn bên cạnh vang lên, lục tiên kiếm xuất hiện tại Chu Văn trong tay trái, lưỡi kiếm ngăn tại cổ của hắn đằng trước. Mạnh mẽ chặt đứt hư vô kiếm khí, thanh kiếm này. Nguyên lai ngươi chính là nhân hoàng nữ nhân lập tức liếc mắt một cái liền nhận ra lục tiên kiếm, nhân hoàng không dám nhận, chẳng qua là chúng sinh một trong thôi. Chu văn một tay tiên kiếm một tay lục tiên kiếm, nhìn chầm chập nữ nhân bước chân, cũng tốt, phải làm bản tôn vì ta tiên tộc trừ này tai họa. Nữ nhân thân hình lại cử động. Phiêu phiêu như tiên, cũng nhìn không ra nàng rốt cuộc muốn di động hướng phương nào, cái kia hư vô kiếm khí lại đã đến chu văn trước mặt, hư vô kiếm khí vốn là vô hình vô ảnh, lại phối hợp như thế quỷ thần khó lường thân phát nếu là đổi thiên tai cấp đừng nói là ngăn cản kiếm khí sợ là liền ngay cả nhìn cũng không thấy kiếm khí ở nơi nào có thể là chu văn nhưng trong lòng chỉ còn lại có một cái tín niệm dù như thế nào muốn ngăn trở hư vô kiếm khí hắn đã không có cái khác lựa chọn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng phân tích của mình cùng phán đoán công lục tiên kiếm chém không còn tiên kiếm lại lần nữa chém trúng hư vô kiếm khí hóa giải một lần sát thân chi ếch nữ nhân khẽ nhíu mày đây đã là chu văn lần thứ hai ngăn trở công kích của nàng chu văn còn không thể hoàn toàn dự phán hành vi của nàng hình thức cho nên mỗi một lần chu văn đều làm hai tay chuẩn bị một cái tay bên trong kiếm tức là dự phán cũng là một loại phong tỏa nếu là có thể dự phán chính xác tự nhiên là có thể ngăn lại được hư vô kiếm khí nếu là dự phán không chính xác cũng có thể phong tỏa ngăn cản một khu vực nhưng nữ nhân có khả năng công kích khu vực thu nhỏ dự phán dân lên liền dễ dàng rất nhiều loại phương pháp này không tính thông minh có thể là nếu như không có mạnh mẽ tính toán cùng nhất tâm nhị dụng năng lực nhưng cũng là dù như thế nào đều làm không được nữ nhân giống như là không tin chu văn thật có thể ngăn cản thế công của nàng một lần lại một lần xuất kiếm công kích chu văn song kiếm phối hợp một lần lại một lần chặn nữ nhân thế công mặc dù trong đó còn có phán đoán sai lầm thời điểm bị nữ nhân thương tổn tới thân thể của hắn thế nhưng thương đều không phải là trí mạng vị trí trên thực tế đây cũng là chu văn cố ý hành động tại hắn vô phương làm ra tự tin phán đoán thời điểm liền mang tính lựa chọn phong tỏa một chút trí mạng khu vực tuyến đường nhường hư vô kiếm khí không thể đem hắn trực tiếp chém dết không hổ là nhân loại mạnh nhất người đến là có chút năng lực bất quá nhất tâm nhị dụng kỹ xảo như vậy tại tiên tộc bên trong quá mức bình thường nữ nhân nói chuyện ở giữa cái tay còn lại bên trong cũng ngưng tụ hư vô kiếm khí, dự định phải dùng song kiếm phá Chu Văn song kiếm, quá muộn. Chu Văn nhìn xem nữ nhân, khóe miệng lại nổi lên ý cười, nếu là nữ nhân ngay từ đầu liền sử dụng song kiếm. Muốn phá song kiếm của hắn cũng không khó, nhưng là bây giờ lại không đồng dạng, trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu, Chu Văn đã hoàn toàn quen thuộc nữ nhân hành vi hình thức, giống như nữ nhân lúc trước nói, trên thế giới không có chân chính hỗn độn nhất nguyên đồng dạng cũng là không tồn tại chân chính vô định thức, bất kỳ người nào, cho dù là tiên, đều sẽ có hành vi của hắn quy luật. Chỉ bất quá nữ nhân thân pháp biến hóa vạn đoan, đột nhiên thoạt nhìn tự như không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, nhưng nhìn không có không có nghĩa là thật không có. Chương 1732, mạc thế phía dưới đều hư ảo, cái gì quá muộn. Nữ nhân không có lập tức động thủ, nhìn xem Chu Văn hỏi, kiếm khí của ngươi, Rốt cuộc không đã thương được ta." Chu Văn cảm xúc biến thư giãn, thân thể phản phất cũng buông lỏng xuống, hai tay nắm sông kiếm đều tùy ý rũ xuống trên mặt đất, có tự tin là chuyện tốt, thế nhưng mù quáng tự tin lại muốn mệnh của ngươi." Nữ nhân lạnh nhạt nói, căn bản không đem Chu Văn nói lời để ở trong lòng, thậm chí đem hắn xem như một chuyện cười đến xem, lúc trước Chu Văn có thể ngăn trở công kích của nàng, cũng bất quá chỉ là lợi dụng hai thanh tiên kiếm có thể khắc chế tiên tộc ưu thế, còn muốn hy sinh thân thể đau xót mới có thể miễn cưỡng có thể bất tử, hiện tại Chu văn vậy mà nói kiếm của nàng rốt cuộc không đã thương được chính mình. Nữ nhân tự nhiên là tuyệt không tin, ngươi không phải một mực muốn mạng của ta, hiện tại thế nào? Chu Văn hỏi ngược lại, được. Nữ nhân nói một tiếng chữ tốt, sau đó liền không nói một lời huy kiếm mà ra, nàng song kiếm tề động, coi như Chu Văn ngăn lại được trong đó một cổ hư vô kiếm khí, mặt khác một cổ hư vô kiếm khí cũng nhất định có thể chém giết Chu Văn. Đương đương, có thể là liên tục hai tiếng kiếm khí bị chém đứt thanh âm truyền vào trong tai của nàng, Chu Văn trong tay hai thanh tiên kiếm, vậy mà chuẩn xác không sai riêng phần mình chém trúng một cổ hư vô kiếm khí, đem hắn trực tiếp chặt đứt, không có khả năng. Nữ nhân không tin sẽ có loại sự tình này, lần nữa ngưng tụ kiếm khí công hướng chu văn nàng không tin chu văn một cái thiên tai cấp lại có thể xem thấu kiếm thuật của nàng mặc dù lực lượng của nàng chẳng qua là thiên tai cấp có thể là ý thức cùng cảnh giới lại là tận thế cấp tuyệt đối không thể nào bị một cái thiên tai cấp hiểu rõ kiếm thuật có thể là chiến đấu kế tiếp lại làm cho nữ nhân không thể không nhận rõ hiện thực kiếm thuật của nàng vậy mà thật bị nhìn xuyên hoặc là nói thân pháp của nàng bị nhìn xuyên vô luận nữ nhân thân pháp cùng kiếm thuật làm sao biến ảo chu văn trong tay song kiếm đều có thể đủ chuẩn xác tìm tới cái kia hai cổ hư vô kiếm khí trong chốc lát hai người quyết đấu hơn vạn kiếm có thể là trong tay nữ nhân hư vô kiếm khí thật không thể lại làm bị thương chu văn một lần tên nhân loại này đến cùng là chuyện gì xảy ra nữ nhân nhìn về phía chu văn ánh mắt cũng thay đổi nàng thực sự khó mà tin được một cái nhân loại lại có thể có khủng bố như thế năng lực chiến đấu cùng thiên phú ta nói qua kiếm khí của ngươi rốt cuộc không gây thương tổn ta chu văn lúc này tâm cảnh ngược lại biến bình tĩnh dâng lên phương diện áp chế bất quá chỉ là hiểu biết khác biệt thôi tự như là người cổ đại sẽ chỉ dùng đao kiếm chưa từng gặp qua hiện đại vũ khí nóng thương sử dụng đao kiếm đối mặt thương thời điểm tự nhiên gặp nhiều thua thiệt có thể là làm cổ đại người biết thương dùng pháp về sau chưa hẳn lại so với hiện thực người dùng kém, thậm chí có khả năng càng tốt hơn. Tri thức phương diện khoảng cách có đôi khi là dễ dàng nhất bị sang bằng. Nữ nhân ở hàng chiều đã kích Chu Văn đồng thời, cũng làm cho Chu Văn tốc độ cao hấp thu một chút hắn nguyên bản vô phương tiếp xúc đến tri thức phương diện. Đổi người bình thường thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác Chu Văn lại là một cái năng lực học tập siêu cấp mạnh, lại có can đảm đi nếm thử người, trên đỉnh núi, kiếm kích không ngừng bên tai, Chu Văn không chỉ đã có thể ngăn trở nữ nhân thế công, thậm chí tình cờ đã có thể phản kích, ngươi xác thực rất mạnh, không thẹn với nhân hoàng tên, chỉ tiếc ngươi sinh lầm địa phương. Nữ nhân thở dài một tiếng, dường như tại vì Chu Văn tiếc hận, có ý tứ gì? Chu Văn không hiểu hỏi, nếu là ngươi sinh ở dị thứ nguyên đại tộc, dùng thiên phú như vậy nhất định là chúa tể một phương, thành tựu vô thường công lao sự nghiệp. Đáng tiếc ngươi lại vẫn cứ sinh tại trong nhân mà ngươi lại không có thời gian. Nữ nhân một mặt tiếc trẻ nói ra, thì tính sao? Ta còn trẻ, thời gian còn nhiều, ta chờ được. Chu Văn nói ra, không, ngươi đợi không được, bởi vì hôm nay ngươi nhất định cần phải chết ở chỗ này, mặc dù ta đã bắt đầu có chút tán thưởng ngươi, thế nhưng ngươi không có thể làm việc cho ta, cuối cùng không thể tha cho ngươi sống trên cõi đời này. Bằng không tương lai nhất định vì ta tiên tộc họa lớn nữ nhân đến nói là chân thành, thừa nhận chu văn thiên phú và năng lực, liền nàng đều đã vô cùng kiên kỵ, ta là nên cảm ơn ngươi khen ngợi đâu, vẫn là phải hận ngươi muốn giết ta đây. chu văn biểu môi một cái nói, đều không cần, người chết như đèn diệt, trừ sinh bên ngoài hết thảy đều là hư vô mờ ảo không thiết thực đồ vật thôi. Dường như phù đồ nhất tộc tu cái gì luân hồi kiếp sau, bất quá đều là lừa mình dối người thôi, ngươi không cần cảm tạ ta, cũng không cần hận ta, Tận ngươi có khả năng sống lâu một phần là một điểm, sống lâu một giây là một giây, cho dù là sống lâu một cái xác đó cũng là tốt, nữ nhân dừng một chút, còn nói thêm, giống như ngươi như vậy người, nguyên bản không nên như thế chết đi. Làm sao ngươi chẳng qua là cá nhân đâu? Dứt lời, ngươi còn có cái gì nguyện vọng chưa xong, có lẽ bản tôn có khả năng thuận tay giúp ngươi tâm nguyện, nói hình như ta chết chắc một dạng. Chu Văn cũng không tức giận, vừa nói chuyện một bên cùng nữ nhân chiến đấu, mong muốn càng nhiều hiểu rõ nữ nhân thân pháp, kiếm thuật cùng hư vô kiếm khí, đúng vậy, ta đã quyết ý muốn giết ngươi. Cho nên ngươi tất nhiên sẽ chết. Nữ nhân đột nhiên lui lại, đứng ở nơi đó nhìn xem Chu Văn, vẻ mặt thành thật nói ra, nói ra duyên nguyện của ngươi, ta không có gì nguyện vọng, cũng không cần có, nếu như ngươi cần, đến là có thể nắm nguyện vọng nói cho ta biết. Chu Văn lạnh nhạt nói, đáng tiếc nữ nhân than nhẹ một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Chu Văn nhìn cái gì, thậm chí không nữa đi xem Chu Văn. Chẳng qua là ngửa mặt lên trời nhìn về phía côn lôn mái vòm, côn lôn sơn bầu trời thoạt nhìn cùng ngoại giới bầu trời không có gì khác biệt, hiện tại chính là mặt trời chói chang trên không thời điểm, chẳng qua là này thiên lại không phải kia thiên, côn lôn sơn tự thân liền là một vùng thế giới nhỏ, mặc dù có phi thiên động địa chi năng, cũng không cách nào theo côn lôn sơn bầu trời xông ra bên ngoài giới nữ nhân trên thân kiếm ý bốc lên, giống như sáp thiên chi nhận sông thẳng tới chân trời, toàn bộ côn lôn sơn bầu trời đều bỗng nhiên biến sắc, nguyên bản mặt trời chói chang trên không ngày nắng, lập tức trở nên mây đen giăng đầy, đồng thời trong mây đen mơ hồ có ánh sáng đang nổi lên, tự hồ là vô tận lôi điện đang ở tụ tập, Chu Văn lập tức sắc mặt đại biến, xem nữ nhân này thanh thế. Chỉ sợ là muốn mạnh mẽ tại côn lôn sơn bên trong đột phá cấm chế sử dụng tận thế cấp lực lượng chu văn chưa từng gặp qua tận thế cấp lực lượng đến cùng có nhiều đáng sợ nhưng lại biết cái kia tất nhiên là tính áp đảo lực lượng lục tiên kiếm cùng tiên kiếm điên cuồng chém về phía nữ nhân nữ nhân đứng ở nơi đó nhưng không có muốn tránh né ý tướng mặc cho cái kia hai cái có thể khắc chế tiên tộc kiếm chém về phía thân thể của nàng có thể là nguyên bản liền hư vô kiếm khí đều có thể đủ chặt đứt tiên kiếm lúc này lại giống như là trảm tại một mặt vô hình cương thiết chi trên tường, vậy mà tại khoảng cách nữ nhân ba thước địa phương liền ngừng lại, mặc cho Chu Văn như thế nào phát lực, như thế nào điên cuồng trảm kích, đều không thể tiếp tục tiến lên nửa phần, song kiếm dường như giống như cuồng phong bạo vũ liên tục trảm kích mà xuống. Nữ nhân lại ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt, mặt thế phía dưới đều là hư ảo, bất quá chỉ là công giả tràn mộng thôi. Nữ nhân thu hồi nhìn chăm chú bầu trời tầm mắt, chậm rãi nhìn về phía Chu Văn. Chương 1733, Mạc Thế Chi Kiếp, tận thế cấp lực lượng thật cứ như vậy vô địch sao? Chu Văn trong lòng run sợ, lục tiên kiếm cùng tiên kiếm đều có khắc chế tiên tộc tác dụng, lại thêm toàn lực của hắn công kích, thậm chí ngay cả nữ nhân trong vòng ba thước đều không thể tới gần, trốn, Chu Văn trong lòng chỉ còn lại có này một cái ý niệm trong đầu, liều lĩnh liền muốn lao xuống mỏm núi có thể là thân thể của hắn lại phản phất là lâm vào hư không bên trong, vậy mà khó mà dùng sức, cái loại cảm giác này mười phần quái dị, giống như bốn phía hết thảy tất cả đều biến thành hư vô chân không, không có bất kỳ cái gì phương có thể mượn lực, không chỗ mượn lực tự nhiên là không có cách nào di chuyển, không, phải nói là thật sự không càng đáng sợ một loại trạng thái. Liền chính hắn đều rất giống biến thành hư ảo không thật tồn tại, mà thế phía dưới hết thảy đều sẽ quy về hư vô có thể chết tại hư vô chi kiếp lực lượng dưới, ngươi cũng xem như thế gian cái thứ nhất nhân loại, hẳn là cũng không có gì có thể tiếc nuối. Nữ nhân phản phất thần chỉ nhìn xem Chu Văn, rõ ràng hai người đứng độ cao cơ hội giống nhau, có thể là nữ nhân lại có loại tại nhìn xuống Chu Văn khí thế. Hư vô chi kiếp sao? Chu Văn ngưng thì nữ nhân không nói một lời, dư quan lại nhìn lên bầu trời công chính tại dựng dục lôi điện hắn biết lực lượng như vậy nữ nhân khẳng định duy trì không được quá lâu ở địa cầu côn lôn sơn bên trong sử dụng tận thế cấp lực lượng khẳng định sẽ thừa nhận áp lực cực lớn nếu là thời gian lâu dài coi như chu văn không động thủ nữ nhân kia cũng sẽ bị cấm chế lực lượng phá hủy vấn đề là hắn có thể hay không khiêng cho đến lúc đó mặc thế chi kiếp lực lượng đã để hắn sinh ra khó mà đối kháng cảm giác liên tục hoán đổi nhiều loại nguyên khí quyết đều không thể thoát khỏi loại kia hư vô lực lượng trói buộc ghé vào chu văn trên người thảo quả em bé nghẹn đỏ mặt tự như đang cố gắng sử dụng động thuật kết quả lại giống như chu văn vô luận nó cố gắng thế nào cũng khó có thể che giấu rời đi chớ đừng nói chi là mang theo chu văn cùng một chỗ động đi địa cầu cấm chế tương đối trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn xem ra ta thời gian không nhiều lắm là thời điểm làm chấm dứt nữ nhân liếc bầu trời một cái bên trong dựng dục lôi điện, không khỏi khẽ nhíu mày. Nên tiễn ngươi lên đường. Nữ nhân nhìn xem Chu Văn, đang muốn đem hắn chém giết, lại đột nhiên nghe được. Nữ nhân nhìn xem Phượng Hoàng phóng tới Chu Văn, cũng không ngăn cản, tựa hồ là cố ý muốn đem Phượng Hoàng cùng một chỗ giải quyết, trên núi Phượng Hoàng không có chết. Nó muốn làm gì? Thừa cơ đánh rắn dập đầu. Chu Văn trong đầu trong nháy mắt lóe lên mấy cái suy nghĩ, còn không có đợi Chu Văn nghĩ rõ ràng, cái kia Phượng Hoàng đã vọt tới Chu Văn trước mặt, bất quá Phượng Hoàng mục tiêu lại không phải Chu Văn. Mà là trong tay hắn tiên kiếm, lúc này còn muốn đoạt tiên kiếm. Coi như nhường ngươi cướp đi tiên kiếm, nữ nhân kia có thể buông tha ngươi sao? Chu Văn còn tưởng rằng Phượng Hoàng là muốn đoạt kiếm, có thể là chuyện kế tiếp lại làm cho Chu Văn có chút giật mình, cái kia Phượng Hoàng đụng đầu vào tiên kiếm phía trên, Toàn bộ thân thể vậy mà giống như là hòa tan, vọt vào tiên kiếm bên trong. Nguyên bản vết máu loang lỗ tiên kiếm, bởi vì Phượng Hoàng dung nhập, lập tức toát ra thất thải quang mang, làm Phượng Hoàng hoàn toàn dung nhập tiên kiếm bên trong, cái kia tiên kiếm phía trên thất thải thần quang nở rộ, giống như một vòng thất thải kiếm dương, thì ra là thế, khó trách trước đó chưa từng nhìn thấy này kiếm kiếm mang, nguyên lai tiên kiếm kiếm mang lại bị biến thành một đầu Phượng Hoàng nữ nhân thấy cảnh này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng coi như tiên kiếm có kiếm mang cũng vô dụng tiên kiếm chủ nhân đã không phải lúc trước vị kia trảm lược chưa tiên tiên một cái thiên tài cấp cầm lấy có được kiếm mang tiên kiếm cũng không phát huy ra quá mạnh lực lượng kể từ đó ngược lại tiện nghi nữ nhân cướp được một thanh hoàn chỉnh tiên kiếm tự nhiên sau một thanh không có kiếm mang tiên kiếm càng có giá trị nữ nhân đang mừng rỡ thời điểm lại lại nghe được một tiếng quái khiếu xa xa trong mây một đầu màu trắng quái điểu vậy mà hướng về mỏm núi vọt tới, nữ nhân thấy quái điểu, hơi có chút kinh ngạc, nàng cũng không có nhận ra cái kia màu trắng quái điểu là cái gì, Chu văn thấy màu trắng quái điểu lại là ngẩn người, cái kia rõ ràng liền là hắn tại cung lôn sơn trong hoa viên gặp phải cái kia phượng hoàng. Chẳng qua là nó hiện tại vẫn là màu trắng lớn gà hình dáng, màu trắng chim lớn tại phóng tới mỏm núi thời điểm, trên thân thể màu trắng lông vũ dần dần thất thải hóa, thân thể đang ở tốc độ cao hướng về phượng hoàng hình dáng chuyển biến lại là một đầu phượng hoàng nữ nhân hơi kinh ngạc quan sát tỉ mỉ cái kia đang ở hóa thành phượng hoàng màu trắng chim lớn tựa hồ là nhìn ra cái gì tự lẩm bẩm này đến là có chút kỳ quái cái này phượng hoàng cùng cái kia tiên kiếm kiếm mang biến thành phượng hoàng tựa hồ có chút tương tự có thể là lại có chút khác biệt cũng không phải là thuần túy kiếm mang biến thành nữ nhân suy tư thời điểm màu trắng chim lớn đã hoàn toàn biến thành thất thải phượng hoàng hình dáng nó vậy mà cùng lúc trước phượng hoàng hướng về chu văn vọt tới nó sẽ không cũng muốn xông vào trong tiên kiếm a à. chu văn mừng thầm trong lòng hiện tại nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần hy vọng mặc dù không biết có thể hay không cùng mạc thế chi kiếp lực lượng chống lại thế nhưng nhiều một chút trợ lực càng là tốt ai biết cái kia phượng hoàng cũng không có phóng tới tiên kiếm mà là hướng về chu văn trên thân vọt tới lập tức đâm vào chu văn trên lồng ngực, thất thải quan mang khắc ở chu văn trên lồng ngực phản phất là màu sắc rực rỡ phượng hoàng hình xăm. đồng thời chu văn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ thân thể, liền cái kia ám kim sắc lớn phần thiên khôi giáp đều biến thành màu sắc rực rỡ, thì ra là thế. nữ nhân tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, phượng tiên a à phượng tiên, nguyên lai ngươi cũng sớm đã ngã xuống liền tự thân kiếm ý đều biến thành phàm tục đồ vật. Cũng tốt, hôm nay ta liền diệt ngươi ý, chiếm ngươi kiếm, đến tận đây về sau tiên tộc tái nhập tại thế, đến cái kia vạn thế bất hủ công nghiệp, phượng hoàng dung nhập chu văn thân thể về sau. Chu Văn không chỉ có cảm giác mình bên trong thân thể kiếm ý tràn đầy, phản phất sắp nổ tung, còn cảm giác mình cùng cái kia tiên kiếm ở giữa, tạo thành một loại khó mà lời nói liên hệ, trước đó mặc dù cầm trong tay tiên kiếm, cũng có thể mượn tiên kiếm lực lượng, có thể là cuối cùng chẳng qua là người cùng công cụ quan hệ, hiện tại hắn cảm giác mình cùng cái kia tiên kiếm ở giữa. Phản phất là huyết mạch tương liên, tại hai cái phượng hoàng lực lượng gia trị phía dưới, lại thêm chu văn tự thân lực lượng, tự hồ tại cái kia mạc thế chi kiếp lực lượng dưới có một tia buông lỏng, thân thể khôi phục một chút hành động lực, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, trong tay tráng phóng lưu ly bảy màu hào quang tiên kiếm đối lấy nữ nhân trước mặt liền đâm xuống dưới. Chu văn cả người đều phản phất cùng cái kia tiên kiếm hòa thành một thể, hóa thành một đạo thất thải quan cầu vòng sông về nữ nhân, kiếm quan phá vỡ cái kia hư vô hóa mạc thế chi kiếp lực lượng, hướng về nữ nhân ngực thẳng tắp xỏ xuyên qua mà đi, mắt thấy cái kia vô cùng kiếm quan phá vỡ tầng tầng hư vô chi lực đến trước mặt nữ nhân, liền muốn đâm xuyên nữ nhân lòng ngực. Lại đột nhiên ở giữa đứng im bất động, chỉ thấy nữ nhân tay phải lập ở trước ngực, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy tiên kiếm lưỡi kiếm, vậy mà nhường tiên kiếm lại cũng khó có thể tiến lên một tấc. Chương 1734, kiếm trảm tiên tôn, phượng tiên kiếm, phượng tiên kiếm ý lại như thế nào, người cuối cùng không phải phượng tiên, không có cái kia phượng chi kiếp, yên nguyên chỉ là phạm nhân một cái, coi như vô phương hoàn toàn phát huy hư vô chi kiếp lực lượng, muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay nữ nhân một cái tay kẹp lấy kiếm, một cái tay khác giơ lên chụp về phía chu văn đầu. giữa thiên địa áp chế càng ngày càng lợi hại, nếu là lại tiếp tục, sợ là thân thể của nàng liền muốn không chịu nổi. chu văn trong lòng hoảng hốt, như thế lực lượng cường đại, lại như cũ bị nữ nhân tùy tiện hóa giải, thiên tai cấp cùng tận thế cấp khoảng cách, so chu văn trong tưởng tượng lớn hơn, lúc này lại nghĩ đào thoát đều đã không thể nào, mặt đối với nữ nhân cái kia mang theo mặt thế chi kiếp lực lượng một chưởng chu văn tựa hồ đã hào không có cơ hội đột nhiên thân thể nữ nhân vậy mà dừng lại một chút chụp về phía chu văn tay cầm cũng dừng lại một chút lão sư chu văn lập tức hiểu rõ cái gì điên cuồng điều động lực lượng trong cơ thể tiền kiếm tiếp tục đâm hướng nữ nhân chu văn vẫn luôn suy đoán vương minh uyên cũng không có chân chính chết đi lúc trước hắn chém dết long môn hang đá dưới đầu kia bạch long về sau bạch long đã từng dùng một loại nhân loại vô phương nhìn thấy trạng thái tồn tại hơn nữa còn có được 10 phần đáng sợ tử vong lực lượng, lúc đó Chu Văn liền đang hoài nghi, Vương Minh Quyên có phải hay không cũng thu được đồng dạng lực lượng, bất quá lúc trước chẳng qua là hoài nghi, bây giờ thấy thân thể nữ nhân dị biến, lập tức liền đã xác định lúc trước suy đoán. Thân thể nữ nhân nhận lấy ảnh hưởng, kẹp lấy tiên kiếm ngón tay có nháy mắt thư giãn, tiên kiếm từ ngón tay xuyên qua, thẳng tắp đâm về phía bộ ngực của nàng, quần áo vỡ tan, mũi kiếm đâm vào da thịt của nàng bên trong, kiếm khí bảy màu càng là điên cuồng vào trong đâm xuyên muốn đem thân thể của nàng xỏ xuyên qua thế nhưng kia kiếm quan lại chỉ là trong nháy mắt liền lại bị hư vô chi kiếp lực lượng trói buộc vừa mới đâm vào đi mũi kiếm tiên kiếm cũng khó có thể lại tiếp tục tiến vào trước huyết dịch theo thân kiếm giọt giọt chảy xuống mặc cho chu văn như thế dùng sức tiên kiếm tự như là mọc trễ một dạng căn bản là không có cách động đậy vương minh nguyên, người đến là giỏi tính toán tốt năng lực lại có thể giấu giếm được bản tôn hai mắt đáng tiếc ngươi còn là xem thường tận thế cấp lực lượng mặc cho ngươi như thế nào tính toán trước thực lực tuyệt đối cuối cùng chẳng qua là thằng hề thôi nữ nhân nói xong tay trái lần nữa chậm rãi giơ lên hướng lên trước mặt chu văn vỗ tới có khả năng nhìn ra vương minh uyên đối với thân thể nữ nhân vẫn lực ảnh hưởng nhất định có thể là loại ảnh hưởng này lực đang ở tốc độ cao suy yếu nếu không phải Vương Minh Nguyên hiện tại hình dáng mười phần quỷ dị ly kỳ, mà lại kèm ở thân thể nữ nhân phía trên, chỉ sợ nữ nhân đã sớm một bàn tay nắm Vương Minh Nguyên cho đập chết rồi, nhưng cũng đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, giải quyết Chu Văn cùng tiên kiếm về sau, mặc dù Vương Minh Nguyên phụ thân tại thân thể nữ nhân phía trên, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, mắt thấy bàn tay của phụ nữ đã chụp về phía Chu Văn đầu, hư vô chi kiếp lực lượng liền muốn cho Chu Văn mang đến ngập đầu chi kiếp Chu Văn trong mắt lại lóe lên vẻ vui mừng, sư vực phân tích cuối cùng hoàn thành, biến thành kỳ dị chữ viết, tạo thành một bộ hư vô kiếm điển nguyên khí quyết, cơ hồ là tại đồng thời, sư vực cũng theo địa ngục giai tấn thăng đến thiên giới giai, Chu Văn liều mạng bùng nổ sư vực lực lượng, đồng thời vứt bỏ cái tay còn lại bên trong lục tiên kiếm, hai tay nắm ở tiên kiếm. Hết sức hướng phía trước đẩy, sư vực phân tích ra quy tắc lực lượng là có thể hoàn toàn che giấu nhưng này cũng chỉ là chăm đối thiên tai cùng thiên tai trở xuống lực lượng mà nói chu văn không biết đối với tận thế cấp lực lượng sư vực tác dụng có thể có bao nhiêu thế nhưng hiện tại cũng không kịp cân nhắc nhiều như vậy hiện ở loại tình huống này ngươi không chết thì là ta vong cũng chỉ có thể buông tay liều một phen trước đó tiên kiếm lực lượng mặc dù nhường hư vô chi kiếp lực lượng có chỗ buông lỏng thế nhưng vẫn cho chu văn áp lực cực lớn khiến cho hắn có thể phát huy ra lực lượng giảm bớt đi nhiều sư vực lực lượng vừa ra chu văn lập tức cảm giác toàn thân biến chìm xuống loại kia không chỗ mượn lực cảm giác hoàn toàn tan biến vô tung vô ảnh lập tức trong lòng mừng như điên đã nắm chắc thắng lợi trong tay nữ nhân mắt thấy liền phải đem chu văn chém dết dưới chưởng lại đột nhiên cảm giác ngực truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác tiên kiếm mạnh mẽ quán xuyên bộ ngực của nàng kiếm khí bẫy màu sỏ xuyên qua tiến vào thân thể của nàng khiến cho trên người của nàng xuất hiện từng đạo thất thải tế văn. Giống như là bị xé nứt hòa tác, lại bị một lần nữa dính sau khi đứng lên lưu lại từng đạo tế văn, bàn tay của phụ nữ cơ hồ là đồng thời đập vào chu văn đỉnh đầu, nắm chu văn trực tiếp đập bay ngược ra ngoài, đại phạm thiên mũ giáp đều lõm lúng xuống dưới, ngã xuống đất sau lan ra ngoài thật xa, kém chút liền từ trên núi rơi xuống, không. Không có khả năng nữ nhân cúi đầu nhìn xem trước ngực xỏ xuyên qua tiên kiếm khắp khuôn mặt là vẻ mặt không tin nổi mệnh của ngươi ta nhận một cái như có như không thanh âm tại nữ nhân trên người vang lên lạnh lùng mà không mang theo mảy may tình cảm rõ ràng là vương minh uyên thanh âm vương minh nguyên ngươi không nên cao hứng quá sớm đây chẳng qua là bản tôn một cái phân thân mà thôi coi như dết phân thân cũng không chiếm được bất luận cái gì tính thực chất chỗ tốt mà ngươi trở về gì thứ nguyên thời điểm liền là người chết thời điểm. Thân thể nữ nhân bị tiên kiếm lực lượng tan rã, không có thể sát chống đỡ, hư vô chi kiếp lực lượng cũng tốc độ cao tiêu tán, trên bầu trời dựng dục khủng bố lôi điện cũng dần dần thối lui, ta không cần đến đến bất kỳ tính thực chất chỗ tốt, chỉ cần kinh nghiệm của ngươi cùng tri thức. Có lẽ đối cho các ngươi tiên tộc tới nói, lực lượng là chí cao vô thượng, nhưng là đối với nhân loại tới nói, tri thức mới là lực lượng cường đại nhất này đối với ta mà nói đã đủ rồi. Vương Minh Uyên Thanh âm vang lên lần nữa, mà lại nơi này là địa cầu, là Côn Lôn Sơn, coi như ngươi là tiên tôn phân thân, cũng không cách nào cùng nàng bắt được liên lạc không phải sao. Nguyên lai like từ vừa mới bắt đầu lấy tiên kiếm liền là của ngươi tính toán, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền muốn giết ta. Giọng của nữ nhân bên trong tràn đầy phẫn nộ, hận không thể một bàn tay nắm Vương Minh Uyên đập thành thịt nát có thể là nàng cưỡng ép sử dụng lực lượng, trên người tế văn đều nứt toát ra, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của nàng. Thoạt nhìn như là mới vừa từ máu trong nước moi ra tới một dạng, ai, tội gì tra tấn chính mình đâu, phượng tiên kiếm chém hết vạn tiên, bị này kiếm sâu xuyên trái tim, lây dính huyết dịch, người đã không có bất kỳ cái gì cơ hội. Vương Minh Uyên thở dài nói, nữ nhân tức giận còn muốn nói điều gì, có thể là nàng há to miệng, trong miệng lại là máu tươi tỏa ra thất thải quan mang cũng từ trong miệng lộ ra toàn bộ thân thể đều tại thất thải quan mang bên trong nước ra nếu không phải cái này địa cầu lực lượng áp chế các ngươi lại có thể làm tổn thương ta còn có người kia người kia nữ nhân nhìn về phía chu văn mơ hồ không rõ nói một câu lời còn chưa dứt thân thể đã hoàn toàn sụp đổ biến thành đầy đất thịt nát gãy xương, một cái như là quỷ hồn bóng mờ theo nữ nhân phá toái trong thân thể đi ra. Sau đó liền thấy bị Chu Văn vứt bỏ vương minh uyên thi thể, đi về phía lấy quan ảnh kia bay đi, hóa thành từng khối như băng như ngọc kết tinh. Rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ thành vương minh Nguyên thân thể, tiểu văn, của ngươi phát triển nhanh chóng, vượt xa kỳ vọng của ta. Vương minh Nguyên nhìn xem chu văn đang mỉm cười. Chương 1735, ta tại tiên tộc chờ ngươi lão sư ngươi vẫn là ngươi sao chu văn nhìn xem vương minh uyên con mắt chậm rãi nói ra ta là cái gì vương minh uyên nắm trên mặt đất kiếm nhặt lên đưa cho chu văn tiếp tục nói tại không cùng hoàn cảnh bên trong liền sẽ có khác biệt ta sinh ra ở một cái ngăn cách nhỏ trong sơn thôn ta chính là một cái thôn dân trong trường học ta chính là một cái học sinh tại trong quân đội ta chính là một người lính trở thành trưởng quan về sau ta chính là một cái người lãnh đạo này chút có khả năng đều là ta thế nhưng mỗi một thời kỳ ta suy nghĩ nội dung cùng quan niệm cũng không giống nhau cũng có thể nói mỗi một thời kỳ đều đã không phải là lúc trước ta người bây giờ là cái gì Chu Văn tiếp nhận kiếm hỏi cho tới bây giờ Chu Văn còn nhớ rõ Vương Minh Nguyên hỏi hắn cùng mấy cái học sinh vấn đề kia Vương Minh Nguyên lựa chọn Chu Văn đã biết có thể là tự như Vương Minh Nguyên chính mình nói tại không cùng hoàn cảnh liền sẽ có khác biệt tư duy hiện tại vương minh uyên vẫn là cái kia vương minh uyên sao chu văn vô phương xác định hắn cảm giác mình đối vương minh uyên càng ngày càng không hiểu rõ ta chính là ta ít nhất hiện tại còn không có gì có thể thay đổi ta vương minh uyên khẽ cười nói ta đây an tâm chu văn gật gật đầu ta tại tiên tộc chờ ngươi vương minh uyên nhìn xem chu văn ánh mắt có chút mê ly cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, ta đã quyết định sẽ không trở thành tiên tộc người phát ngôn." Chu Văn nói ra, Vương Minh Uyên lại chẳng qua là cười một cái nói, những cái kia cũng không trọng yếu, ta chờ ngươi." Dứt lời, Vương Minh Uyên cũng không đợi Chu Văn lại nói cái gì, liền thẳng đi xuống núi, Chu Văn nhìn xem Vương Minh Uyên bóng lưng, trong lòng tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, có thể là trong lúc nhất thời lại giống như không có gì có thể nói, há to miệng cuối cùng cái gì cũng không có nói, chẳng qua là đưa mắt nhìn vương minh quyên tan biến dưới chân núi, hy vọng địa cầu phá cấm chậm một chút nữa đi. Chu Văn đã sâu sắc cảm giác được tận thế cấp mạnh mẽ. Chẳng qua là một cái tận thế cấp cường giả phân thân, có khả năng bộc phát ra lực lượng, liền để hắn gần như ngã xuống ở đây, nhưng mà này còn là ở địa cầu lực lượng áp chế tình huống dưới, cái kia phân thân cũng không có thể chân chính phát huy ra mạc thế chi kiếp toàn bộ uy năng, chu văn không thể tin được nếu như địa cầu hoàn toàn phá cấm chân chính tận thế cấp cường giả buông xuống cái kia đem là như thế nào tai họa ở địa cầu hoàn toàn phá cấm trước đó dù như thế nào cũng muốn thu hoạch được có thể cùng tận thế cấp chống lại lực lượng bằng không đến lúc đó liền là một trận tai họa ngập đầu nhất định phải mau mau tấn thăng thiên tai cấp chu văn nắm lục tiên kiếm cấm trở về trong vỏ đang nghĩ ngợi muốn đem cái kia thanh tiên kiếm thả đi nơi nào cái kia tiên kiếm lại chính mình bay về phía lục tiên kiếm võ kiếm, lục tiên kiếm võ kiếm ban đầu chỉ có thể vừa vặn dung nạp lục tiên kiếm, căn bản không có dư thừa không gian, có thể là cái kia tiên kiếm bay qua, vậy mà quỷ dị cắm vào trong võ kiếm, cùng lục tiên kiếm gấp dính chặt vào nhau, tiên kiếm vào võ, chui kiếm tự hồ phát sinh một chút biến hóa kỳ dị, chỉ thấy cái kia trên chui kiếm vậy mà hiện ra hai cái chữ cổ tuyệt tiên. Quả nhiên là tuyệt tiên kiếm. Chu Văn sớm đã có suy đoán, nhưng nhìn đến tên tuyệt tiên kiếm, trong lòng vẫn còn có chút vui vẻ, tuyệt tiên kiếm cùng lục tiên kiếm đối với tiên tộc có mạnh mẽ tác dụng khắc chế, mà bây giờ gì thứ nguyên chủng tộc mạnh nhất liền là tiên tộc, về sau nếu là có thể nắm tru tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm cũng tìm tới, bốn kiếm đều xuất hiện. Có lẽ coi như không đến được tận thế cấp, cũng có thể chống lại, cũng không biết mặt khác hai thanh tiên kiếm ở nơi nào. Chu Văn cũng biết, mong muốn tập hợp đủ bốn thanh tiên kiếm thực sự quá khó khăn, không nguyện ý tại Côn Lôn Sơn dừng lại thêm, thu thập một chút đồ vật, Chu Văn cũng đi xuống núi, tại cửa ra vào gặp được Lưu Vân, Lưu Vân tự hồ cái gì cũng không biết. Mở miệng liền hỏi Chu Văn có hay không cầm tới tiên kiếm, người không nhìn thấy lão sư sao? Chu Văn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, nếu là Lưu Vân thấy Vương Minh Nguyên, hẳn là sẽ không hỏi lại vấn đề như vậy, không có a. À? Lưu Vân lắc đầu, lấy được, trước trở về rồi hãy nói. Một cái tận thế cấp phân thân bị hủy tại đây bên trong, Chu Văn không biết tiên tộc vẫn sẽ hay không phái người tới. Vẫn là sớm một chút trời đi tương đối tốt, cầm tới liền tốt, ta còn có việc, liền không trở về với ngươi. Lưu Vân thở dài một hơi, khoát khoát tay cùng Chu Văn cáo biệt, Chu Văn cũng không có tâm tư lưu hắn, một thân một mình trở về quy đức cổ thành, trở lại cổ thành về sau, Chu Văn nhường Lý Huyền toàn lực giúp hắn tìm hiểu thứ nguyên lĩnh vực tin tức, hy vọng có thể tìm tới cùng ma thần kỹ phối hợp thứ nguyên lĩnh vực. Chính hắn thì tại nghiên cứu côn lôn sơn thứ nguyên lĩnh vực, theo quen thuộc cửa ra vào tiến vào gian kia quỷ dị thạch thất, tuy nhiên lại không nhìn thấy cái kia kim loại khí, cũng không có thấy màu trắng chim lớn, đến là tại cái kia hoa viên bên trong, có không ít thảo quả em bé, nói lên thảo quả em bé, cái kia đi theo chu văn thảo quả em bé dĩ nhiên thẳng đến đi theo hắn về tới quy đức cổ thành cả ngày đi theo chu văn bên người một điểm rời đi ý tứ đều không có thử tiến vào vườn hoa đi hái những cái kia thảo quả em bé những cái kia thảo quả kép đồng sinh trưởng ở thảo dây leo phía trên cũng không thể đủ tùy ý bỏ chạy rất dễ dàng liền bị chu văn hái xuống có thể là còn không có đợi nghĩ kỹ xử lý như thế nào trong tay thảo quả em bé lại đột nhiên cảm giác chỉnh hoa viên đều tại lay động từng đầu như chân lông sợi rễ từ dưới đất chui ra, mang theo yêu dị ánh sáng, điên cuồng cuốn về phía người tí hon màu đỏ ngon, Chu Văn ngưng tụ đại phạm thiên lực lượng đánh phía một đầu như rồng sợi rễ, mạnh mẽ đem cái kia cần cắt ngang, có thể là cái kia cần che khuất bầu trời, theo bốn phương tám hướng bao phủ tới, nhưng Chu Văn liền thuấn di đều không chỗ rơi sừng. Đại phạm thiên lực lượng điên cuồng oanh kích, oanh phá từng tầng một sợi rễ, nhưng này chút sợi rễ phản phất vô cùng vô tận, cuối cùng vẫn là bị vây ở trong đó chỉ có thể sử dụng hỗn độn trứng tiến hành phòng ngự những cái kia sợi rễ tần tần bọc lại hỗn độn trứng cũng không thể đem hắn đánh nổ chu văn chính là muốn quan sát tỉ mỉ những cái kia sợi rễ lại phát hiện hỗn độn trứng vậy mà tại co vào rất nhanh chu văn liền phát hiện những cái kia sợi rễ bao trùm hỗn độn trứng về sau lại có rất nhiều thật nhỏ sợi rễ phụ thuộc vào hỗn độn trứng phía trên giống như là cắm rễ ở trong đất đang hấp thu hỗn độn trứng lực lượng hỗn độn trứng bên trong chẳng những không có sinh ra nguyên khí kết tinh ngược lại nhường cái kia cần hút đi không ít năng lượng hỗn độn trứng lực lượng bản thân đang ở biến càng ngày càng yếu kém đầy rốt cuộc là vật gì lại có thể khắc chế hỗn độn trứng làm sao lúc trước theo trong hiện thực tiến vào vườn hoa cũng không trông thấy chu văn mặc kệ hỗn độn trứng quét hình cái kia cần đầu nguồn có thể là hắn có thể cảm giác được phạm vi bên trong cũng không nhìn thấy sợi rễ đầu nguồn. Những cái kia sợi rễ đều là do dưới mặt đất chui ra ngoài, cũng không biết chúng nó có hay không xuất từ cùng một gốc thực vật, không bao lâu, hỗn độn trứng liền bị hút khô, người tí hon màu đỏ ngòm thân thể cũng bạo lộ ra, bị cái kia cần trói lại, từng đầu sợi rễ giống như là hấp huyết con đĩa một dạng, nắm đại phạm thiên khôi giáp cùng người tí hon màu đỏ ngòm thân thể đều cho hút khô. Trò chơi màn hình cũng đen lại, cái đồ chơi này là tận thế cấp A. Chu Văn trong lòng kinh nghi bất định. Chương 1736, cuối cùng đếm ngược, nhỏ máu trùng sinh, lần nữa tiến vào vườn hoa, thăm dò mấy lần về sau, Chu Văn phát hiện chỉ cần không động vào trong hoa viên kỳ hoa dị thảo, cái kia quỷ dị sợi rễ liền sẽ không xuất hiện, chỉ cần đã thương những cái kia hoa cỏ, sợi rễ ngay lập tức sẽ xuất hiện, càng đáng sợ chính là, những cái kia sợi rễ nhiều không cách nào tưởng tượng. Chu Văn vô luận chặt đứt bao nhiêu cái cần, cuối cùng đều chỉ có thể bị chúng nó vây khốn, mà lại món đồ kia có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng, chỉ cần bị khốn trụ, chẳng khác nào là chết, cái gì phòng ngự kỹ năng đều chịu không được. Chu Văn tạm thời từ bỏ theo vườn hoa cầm tới chỗ tốt ý nghĩ, lại đi côn lôn sơn cái kia hẻm núi lớn, trong hạp cốc có thật nhiều bào tử. Những vật này thích hợp nhất thái tuế cùng thái cổ bào tử trưởng thành chẳng qua là không biết thái cổ bào tử đẳng cấp quá thấp, đừng ký sinh không thành phản bị ký sinh, thả ra thái tuế cùng thái cổ bào tử, thái tuế lập tức giống như là gặp được tiệc ăn hàng một dạng, trực tiếp hướng về kia chút bào tử nhiều nhất địa phương nhào tới, thái cổ bào tử nhưng không có như vậy khỉ gấp. Tại người tí hon màu đỏ ngòm bên người chuyển trong chốc lát, hướng về một gốc lớn chừng quả đấm màu đỏ loài nắm bay đi, lập tức liền chui vào, tô y cùng cổ giáo sư đang ở làm tiết mục, Bất quá lần này tiết mục hình ảnh lại không phải chiến đấu hình ảnh, mà là khối Rubik biết bên trên đến ngược, bắt đầu thất tinh thứ nguyên lĩnh vực đã tiến nhập đến ngược, thời gian chỉ còn lại không tới một giờ. Cổ giáo sư, thời gian chỉ còn lại không tới 50 phút đồng hồ, cho đến bây giờ, vẫn không có người nào khiêu chiến bắt cực tinh cung, nhân hoàng hàng thứ nhất tên rất có thể kiên trì đến cuối cùng. Tô y có chút hương phấn mà nói ra, đừng. Tô đại mỹ nữ. Ngươi tuyệt đối không nên hỏi như vậy giáo chủ. Một phần vạn hắn lại độc nải một ngụm, nhân hoàng liền nguy hiểm. Mưa đạn bên trên một mảnh kêu trên thanh âm, cầu giáo chủ tuyệt đối đừng sửa nhân hoàng, tô đại mỹ nữ, ngươi đây là muốn vong ta đại nhân hoàng a? À. Đây là cái gì thuộc cái gì oán? Cổ giáo sư nhìn xem đầy màn hình cầu không sửa, mặt đều sắp tối rồi, hắn giọng một cái nói ra, trước mắt người phát ngôn bên trong mạnh nhất là mặt khách cùng caloman bất quá bọn hắn thực lực hẳn là đều còn chưa đủ để đánh vỡ ẩn dấu bắt cực cung thứ nguyên lĩnh vực. Trừ phi có mới cường giả xuất hiện, bằng không thì nhân hoàng đệ nhất vị trí có lẽ vẫn là ổn, cổ giáo sư nói như vậy thời điểm, trong nội tâm cũng tại đánh trống, nhân hoàng, ngươi muốn ổn định a, à, có thể hay không tẩy đi độc nải tên tuổi liền nhờ vào ngươi, cổ giáo sư trước đó lật ra nhiều lần như vậy xe, duy chỉ có nhân hoàng làm sao sửa đều sửa bất tử, chưa từng có đi qua dây chuyền hiện tại hắn cũng tính thấy rõ liền nắm lấy nhân hoàng liệu mạng sửa liền muốn dựa vào nhân hoàng vương mình đương nhiên nói là sửa kỳ thật cũng là bình thường phân tích cổ giáo sư càng là nói như vậy quan sát tiết một người càng là hoảng hết sức hy vọng nhiều nhân hoàng có thể cầm đệ nhất người hiện trong lòng đã hiểu một nhóm thời gian từng giây từng phút trôi qua đến 10 phút cuối cùng thời điểm vẫn không có ai tiến vào khối ru biết khiêu chiến xem ra nhân hoàng đệ nhất ổn cổ giáo sư trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi nói một câu như vậy có thể là hắn câu nói này vừa mới nói xong khối biết màn hình đột nhiên chuyển đổi hình ảnh có người tiến vào sau bắt đầu cung tiến hành khiêu chiến song song giáo chủ phát uy chúng ta hoàng nguy rồi ta đi giáo chủ vong chúng ta hoàng chi tâm bất tử a lúc này đến cùng chính là người nào khiêu chiến ta tốt hoảng cổ giáo sư trong nội tâm cũng là lộc bộp một thoáng vội vàng cẩn thận đi xem phát hiện tiến vào sau bắt đẩu cung người rõ ràng là hiện tại xếp ở vị trí thứ ba mặt hách mặt hách mặc dù rất mạnh bất quá nghĩ muốn khiêu chiến ẩn dấu bắt cực tinh cung có lẽ vẫn là có chút độ khó dù sao trước lúc này hắn liên phá quân tinh cung đều không có thông quan cổ giáo sư thấy là mặt hách vội vàng nói giáo chủ cầu ngươi đừng nói nữa mưa đạn bên trên cầu buông tha cơ hồ muốn đem màn hình đều cho chiếm hết, mặt hách làm sao lúc này lại lần nữa khiêu chiến, hắn có nắm bắt đánh vỡ ẩn dấu bắt cực tinh cung sao. Tô y cũng là thấp thỏm trong lòng, mặc dù mặt hách cũng xem như nhân loại cường giả. Có thể là tô y lại hay là hy vọng nhân hoàng có thể cầm tới đệ nhất, mặt hách tiến vào tinh cung về sau không chút do dự, trực tiếp một cái tinh cung một cái tinh cung tốc độ cao dết đi qua, thoạt nhìn tự hồ thật là có ý muốn đi ẩn giấu bắt cực tinh cung mọi người tâm đều treo lên, chỉ chốc lát sau quả nhiên thấy mặt hách vọt vào phá quân tinh cung, mà lại tinh cung trước có thể tiêu trừ nguyên khí cầu thang đối với hắn cũng không có sinh ra hiệu quả. Mặt khách đánh bại phá quân tinh quân về sau, đang như mọi người dự đoán một dạng, học nhân hoàng phương pháp, mở ra đi tới bắc cực tinh cung truyền tống trận, ta thiên, mặt khách thật muốn đi đánh tử vi tinh quân A, à, cổ giáo sư cái miệng này A, à, thật sự là từng khai quan, nói cái gì tới cái gì, nhân hoàng vị trí thứ nhất nguy hiểm a à, mặt hách nhất định đến có chuẩn bị giống hắn cường giả như vậy không có khả năng nhất thời xúc động đi chịu chết không thể nào cổ giáo sư trong nội tâm có loại mong muốn khóc xúc động hiện tại hắn sau so bất luận cái gì người đều khẩn trương trên mặt ra vẻ trấn định trong nội tâm lại đang liều mạng hô to tuyệt đối không nên a à. nhất định phải đứng vững ngay tại mọi người suy đoán mặt khách đem dùng phương thức gì đánh bại tử vi tinh quân thời điểm thấy rõ ràng bắt cực tinh cung bên trong hình ảnh nhưng đều là ngẩn người bắt cực tinh cung vẫn là cái kia bắt cực tinh cung có thể là bên trong cũng không có tử vi tinh quân lại là cái trống không tinh cung tại sao có thể như vậy bao quát mặt khách cùng cổ giáo sư ở bên trong tất cả mọi người là ngẩn người tô y phản ứng rất nhanh lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng có chút hương phấn mà nói ra, ta biết rồi, ẩn dấu bắt cực tinh cung cùng bình thường tinh cung khác biệt, cái này tinh cung bên trong tinh quân chỉ sẽ xuất hiện một lần, chỉ có cái thứ nhất đánh bại hắn người, mới có thể đạt được lợi ích, không sai, chính là như vậy. Cổ giáo sư cũng là hưng phấn mà vỗ đùi, tử vi tinh quân chỉ có một cái, nói cách khác cái thứ nhất đánh bại hắn người. Trên cơ bản khẳng định có thể xếp số một, nhân hoàng lần này là thật ổn mặt khách tại tinh cung bên trong tìm một vòng đều không có phát hiện tử vi tinh quân cái bóng cũng là hiểu rõ xảy ra chuyện gì trong lòng buồn bực không được hắn thật vất vả nghĩ đến có thể đánh bại tử vi tinh quân phương pháp còn bỏ hết cả tiền vốn mượn rất nhiều cường lực phối hợp sủng. không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy mặc dù trong lòng không cam lòng nhưng cũng không có biện pháp gì cuối cùng đành phải thối lui ra khỏi tinh cung mặt khách rời khỏi về sau khối ru biết đếm ngược trên thực tế đã vượt qua về sau khối Rubik hình ảnh liền trực tiếp biến thành tinh không hình ảnh, tại cái kia tinh cung bên trong, có thể thấy bắt đầu thất tinh một cái tiếp một cái phun tỏa hào quang. Mà lại quang mang kia không hề tầm thường, sáng lên làm người run sợ quanh. Bắt đầu đệ nhất tinh vậy mà ầm ầm nổ tung, tia sáng chói mắt kia xuyên thấu qua khối Rubik màn hình, y nguyên đâm mắt người đều nhanh muốn mù, sau đó bắt đầu thất tinh một cái tiếp một cái nổ tung cuối cùng cái kia sao bắt cực cũng toát ra cuối cùng hào quang, đem hắn cái màn ảnh đều bao phủ tại nổ lớn sinh ra quan bạo bên trong. Chương 1737, huyền đế, làm khối ru màn hình lần nữa ảm đạm xuống thời điểm, hình ảnh đã biến thành khối ru biết bản xếp hạng, tại dưới con mắt mọi người, khối ru biết bản xếp hạng vị cuối cùng tên hóa thành điểm điểm toái quang tiêu tán, sau đó từ dưới lên trên, từng cái danh tự đều phá toái tan biến, trong chốc lát bảng xếp hạng phía dưới chỉ còn lại có một cái tên nhân hoàng tại lập loè rực rỡ. Dường như như mặt trời vĩnh hằng bất diệt, cuối cùng vẫn là thất bại. Vì thứ nguyên khối ru biết trước, một cái giống người mà không phải người sinh vật nhìn chăm chú lóng lánh hào quang nhân hoàng nhị chữ, khẽ thở dài một tiếng mà trên địa cầu đại bộ phận nhân loại, thì lâm vào cùng hoang bên trong, mặc dù không biết nhân hoàng rốt cuộc là ai, thậm chí còn có chút ít pháp xác định hắn đến cùng có còn hay không là một người. Thế nhưng đại bộ phận nhân loại trong lòng, lại tự hồ như nhiều một chút cái gì, không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại làm cho lòng người nhiều một điểm trọng lượng, thiếu một tơ táo bạo, Chu văn nguyên bản một mực đang chơi điện thoại, rất nhiều ngày chưa từng sinh ra cửa phòng, lúc này cũng bị Lý Huyền kéo đến khối ru biết trước, nhìn xem cái kia rực rỡ, nhân hoàng, nhị chữ. Lão Chu, ta thế nào nhìn xem chữ này như thế thuận mắt đâu lý huyền cảm giác trong thân thể tự hồ có cái gì đang cuộn trào hận không thể làm chút gì đó nhưng là lại không có chỗ có thế để phát tiết cuối cùng nói một câu như vậy chữ này có chút xấu chu văn nhìn cái kia chữ rất lâu nửa ngày nói ra xấu sao ta làm sao không cảm thấy lý huyền ngoẹo đầu dò xét một lát lắc đầu nói ra là xấu xí một chút Chu Văn nói xong đi tới khối ru biết trước, đưa tay chạm đến khối ru biết, cái kia khối ru biết phía trên lập tức quang minh đại phóng, Chu Văn thân thể cũng bị hút nhập ma phương bên trong, chẳng qua là lần này nhưng không có truyền tống đến bất kỳ một cái nào thứ nguyên lĩnh vực, mà là xuất hiện ở một mảnh hư vô trong bóng tối, tại cái kia trong bóng tối. Có bảy cái chùm sáng đang lóe lên hào quang, nhìn kỹ lại, phát hiện cái kia lại là bảy viên hình dáng không giống nhau phối hợp trứng, cái này là bắt đầu thất tinh phối hợp trứng sao? Chu Văn nhìn xem cái kia bảy viên phối hợp trứng, mặc dù biết phối hợp trứng cũng đã về hắn hết thảy, nhưng trong lòng làm sao cũng cao hứng không nổi, bắt đầu thất tinh phá toái, phối hợp sủng xuất thế. Nếu như về sau địa cầu phối hợp sủng xuất thế, bắt đầu thất tinh xuống tràn liền là địa cầu xuống tràn. Chu Văn đang đang suy tư thời điểm, cái kia bảy viên phối hợp trứng lại đồng thời hào quang tỏa sáng, từng cái rung rẩy chuyển động tự hồ muốn hướng lấy chu văn vị trí bay tới có thể là khi chúng nó chân chính động dâng lên thời điểm nhưng không có bay về phía chu văn giống như là bị một cái vô hình vòng xoáy hấp dẫn vây quanh một cái hư vô trung tâm xoay tròn theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh chúng nó trên người hào quang cũng hòa thành từng đạo lưu tinh hướng về vòng xoáy trung tâm bay đi mà bọn hắn tự thân ánh sáng cũng càng ngày càng yếu vòng xoáy vị trí trung tâm thôn vệ nhiều như vậy ánh sáng lại biến càng ngày càng đen tối, phản phất hắc ám biến thành vật hữu hình. Ngưng kết thành một khỏa màu đen phối hợp trứng, làm bảy viên phối hợp trứng bên trên ánh sáng hoàn toàn tan biến, chúng nó cũng đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có cái kia cực đen phối hợp trứng yên nguyên trôi nổi tại hư không bên trong, bắt đầu thất tinh phối hợp sủng vậy mà đều bị sao bắt cực phối hợp sủng cho hấp thu, nó đến cùng là một cái dạng gì phối hợp sủng đâu. Là một thanh kiếm, vẫn là một kiện áo giáp lại hoặc là. Chu Văn suy nghĩ còn chưa kết thúc, cái kia viên tuyệt đối hắc ám phối hợp sủng liền hướng về Chu Văn lao đến, trong nháy mắt xuất vào Chu Văn cái trán bên trong, Chu Văn ấn đường phía trên dần dần xuất hiện một cái màu đen hình xăm, cái kia hình xăm kiểu dáng kỳ lạ, dường như không có cố định kiểu dáng, mỗi phút mỗi giây đều đang không ngừng biến hóa, để cho người ta khó mà thấy rõ ràng nó chân chính bộ dáng. Chu Văn tâm niệm vừa động, cái kia biến ảo chập chờn hình xăm màu đen phá thể mà ra, hóa thành một cái phối hợp sủng xuất hiện tại Chu Văn trước mặt, đây là Tử Vi Tinh Quân. Chu Văn kinh ngạc nhìn xem trước mặt phối hợp sủng, cái kia phối hợp sủng một thân tuyệt đối hắc ám khôi giáp, bởi vì quá tối ngay cả ánh sáng đường đều không thể phản chiếu, liếc mắt nhìn sang tự như là một cái màu đen cắt hình. Chẳng qua là cái kia dáng người cực kỳ giống tử vi tinh quân bộ dáng, nhưng là cùng tử vi tinh quân cho Chu Văn cảm giác lại có chút khác biệt. Chu Văn mặc dù đã tiếp thu được phối hợp sủng tin tức, bất quá vẫn là theo thói quen lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, huyền đế, thiên tai cấp, có thể tiến hóa, mệnh cách, đế, mệnh hồn, huyền, vận mệnh chi luân, sinh ra, cấp S. Khủng cụ hóa, tịch diệt, thiên tai lĩnh vực, vũ trụ chúa tể, thiên giới, lực lượng, 999, tốc độ, 999, thể phách, 999, nguyên khí, 999, kỹ năng thiên phú, không, phối hợp trạng thái, hồn, ta đi. Đây là cái gì quỷ? Chu Văn nhìn xem huyền đế thuộc tính, nửa ngày không có khép lại miệng, nhắc tới thuộc tính, vậy thì thật là cực phẩm trong cực phẩm, trực tiếp liền là thiên giới giai. Mà lại thuộc tính toàn bộ 999, dạng này thuộc tính Chu Văn cũng là tại đế thính trên thân gặp qua, đây là cái thứ hai có thể là cái đồ chơi này thậm chí ngay cả một cái kỹ năng đều không có, phải biết bảy đại tinh quân đều có kỹ năng đặc thù, mà lại mỗi loại kỹ năng đặc thù đều vô cùng có đặc điểm, chỉ cần vận dụng thật tốt, vậy cũng là đại sát khí, lại càng không cần phải nói tử vi tinh quân. Chẳng qua là Chu Thiên Tinh Thần đại trận liền là ảo diệu vô tận, cái đồ chơi này tập hợp 8 cái hành tinh phối hợp sủng đặc điểm, thậm chí ngay cả một cái kỹ năng cũng không có đây chẳng phải là thuần túy lực lượng hình phối hợp sủng, lực lượng hình phối hợp sủng Chu Văn đã có đế thính, lại đến dạng này đỉnh cấp phối hợp sủng không có người sẽ ngại nhiều. Có thể là dù sao lặp lại, mà lại lực lượng hình phối hợp sủng mạnh hơn, đoán chừng cũng mạnh bất quá đế thính, người ta có thể là vạn pháp bất xâm, cái đồ chơi này nhưng không có loại năng lực kia, rất dễ dàng liền bị đủ loại cấm kỵ loại hình lực lượng ảnh hưởng, lực lượng cường đại trong thực chiến chưa hẳn liền có thể phát huy ra người tốt xấu cũng cho ta làm hai cái kỹ năng a. À. Coi như không có chu thiên tinh thần đại trận, mặt khác tinh quân những cái kia bắn ngược tổn thương, hóa sách làm nhà tù lực lượng tùy tiện tới hai cái cũng được a. À. Chu Văn trong lòng hơi có chút phiền muộn, bất quá nhưng cũng biết huyền đế khẳng định có ưu thế của hắn chỗ, theo Chu Văn tiếp thu huyền đế phối hợp sủng, khối ru biết trên tấm hình nhân hoàng nhị chữ cũng cuối cùng tiêu tán. Khối ru biết hình ảnh cũng dần dần đen xuống dưới, khôi phục tĩnh lặng bộ dáng, mọi người đều coi là sự tình đã kết thúc, có vài người cũng định muốn tắt điện thoại di động đi làm sự tình khác, liền trực tiếp tiết mục cũng bắt đầu chuẩn bị hoán đổi hình ảnh tiến vào người chủ trì cùng khách quý bình luận khâu, có thể là ai biết vừa mới đen xuống khối ru biết, đột nhiên lại lần nữa phát sáng lên. Mọi người kinh ngạc nhìn xem hình ảnh, không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng có cái gì đến tiếp sau sự tình không có kết thúc, có thể là chờ bọn hắn thấy rõ ràng khối rubik bên trên hình ảnh về sau mới ý thức tới khối rubik bên trên vậy mà lại xuất hiện lần nữa mới thứ nguyên lĩnh vực mở ra mới khối rubik cuộc chiến làm sao nhanh như vậy liền lại xuất hiện mới thứ nguyên lĩnh vực khối rubik vậy mà liên tục mở ra khối rubik cuộc chiến trước kia giống như chưa từng có sao đây là địa phương nào thoạt nhìn giống như không phải mổ cái hành tinh a nhìn xem lạ mắt giống như chưa từng gặp qua địa cầu đám người bên trên nhìn xem khối rubik bên trên hình ảnh, lại không ai nhận ra đó là cái gì thứ nguyên lĩnh vực. Chương 1738, khối rubik lần nữa mở ra, khối rubik trên tấm hình liền là một mảnh sương mù bao phủ hồ, liếc mắt nhìn sang đều là nước hồ cùng sương mù, mặc dù không nhìn thấy bờ, có thể là không biết vì cái gì liền là để cho người ta cảm thấy đó là một cái hồ, mà không phải hải dương loại hình địa phương, chỉ nhìn hình ảnh hoàn toàn nhìn không ra cái kia là địa phương nào. Trên địa cầu Giang Hà Hồ nước nhiều không kể xiết, chỉ nhìn hình ảnh như vậy, vô phương suy đoán cái kia đến cùng là địa phương nào, mọi người đều đang nghị luận cái kia đến cùng là địa phương nào, các đại thể mục đích phân tích sư cũng đều có đủ loại suy đoán, thế nhưng người nào cũng không thể khẳng định nói cái kia là địa phương nào, chu văn tổng ma phương bên trong ra tới. Lập tức liền thấy khối ru biết bên trên hình ảnh, lập tức con người co vào, lão chu, khối ru biết lại tới đưa ấm áp, xem ra ngươi lại có chỗ tốt có thể cầm. Lý Huyền nhìn xem khối ru biết bên trên hình ảnh, cười hiếp mắt nói ra, lần này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chu Văn vẽ mặt lại có chút ngưng trọng, có ý tứ gì? Trên địa cầu còn có ai có thể cùng ngươi đoạt đệ nhất hay sao? Lý Huyền nghi ngờ hỏi. Trên địa cầu là không có người nào có thể giành với ta, thế nhưng nơi này chỉ sợ không chỉ là nhân loại trên địa cầu. Chu Văn ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào khối ru biết màn hình dò xét, ý của ngươi là nói. Lý Huyền tự hồ đoán được cái gì, vẻ mặt biến cổ quái, nhìn khối ru biết bên trên hình ảnh nói ra, ngươi cũng không phải là muốn nói, khối ru biết phía trên cái này thứ nguyên lĩnh vực là gì thứ nguyên A. Ta đi qua một lần dị thứ nguyên, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác rất giống, Ngươi đem Minh Tú kêu đến. Chu Văn nói ra, Lý Huyền vội vàng gọi điện thoại nắm Minh Tú gọi đi qua. Minh Tú sau khi đến không có chờ Lý Huyền mở miệng hỏi liền nói thẳng, ta tại trực tiếp bên trên thấy được, khối ru biết bên trên địa phương rất có thể là tại vì thứ nguyên ở trong, cái gì gọi là khả năng. Lý Huyền hỏi. Trước đó ta đến vị thứ nguyên, đi địa phương giới hạn tại ở giữa tộc, ở giữa tộc bên ngoài địa phương cũng không có đi qua, trên tấm hình địa phương cùng ở giữa tộc vị trí hoàn toàn khác biệt, thế nhưng có một nơi cũng rất giống minh tú nói ra địa phương nào giống lý huyền trái xem phải xem cũng không có nhìn ra hình ảnh kia bên trên hồ nước cùng trên địa cầu hồ nước có cái gì khác biệt cũng chính là sương mù nhiều một chút mà thôi minh tú giải thích nói vì thứ nguyên không gian cùng không gian của chúng ta khác biệt ở nơi đó cấp độ thần thoại trở xuống sinh vật đừng nói là hành động liền muốn nhìn rõ ràng bên người vật chất cũng không có khả năng tự như là ba chiều sinh vật xem không hiểu bốn chiều thế giới một dạng vậy liền càng không khả năng là dị thứ nguyên hình tượng này đều đã truyền ra một hồi lâu trên mạng tất cả mọi người có thể thấy được cái này hồ liền không có tu hành hài đồng đều có thể lý huyền nói ra không nhìn thấy chỉ là bởi vì sinh mệnh đẳng cấp không đạt được trên bản chất cũng là một loại trật tự cùng quy tắc thể hiện bởi vì đi qua dị thứ nguyên tại cái kia sương mù trên hồ ta có thể cảm giác được tương tự trật tự cùng quy tắc tồn tại. Sở dĩ người bình thường đều có thể đủ thấy, đó là bởi vì khối Rubik tồn tại, đối với truyền thâu hình ảnh tiến hành nhất định sửa đổi, nếu quả như thật đến đó, bình thường người liền chỉ có thể nhìn thấy vạn vẹo huyễn quang, không, sợ là liền huyễn quang đều không nhìn thấy, sẽ trực tiếp bị giết chết. Minh Tú giải thích nói, thật là thế này phải không? Lý Huyền còn chưa từng đi dị thứ nguyên, cho nên cũng không biết minh tú chỗ nói có phải thật vậy hay không minh tú cũng cho rằng như vậy xem ra là không sai chu văn gật gật đầu trong nội tâm lại lóe lên rất nhiều ý nghĩ ta thiên nếu như vậy thì thật là dị thứ nguyên đây chẳng phải là nói chúng ta có khả năng thông qua khối rubik dết tiếng vào dị thứ nguyên lý huyền hai mắt lập tức tỏa ánh sáng trên lý luận tự nhiên là dạng này có thể là ngươi có nghĩ tới hay không vì cái gì khối ru biết có thể hiển hiện gì thứ nguyên? Minh Tú nói ra, vậy còn không đơn giản sao? Nói rõ khối ru biết thần thông quảng đại, liền dị thứ nguyên thứ nguyên lĩnh vực cũng có thể liên thông. Lý Huyền nói ra, Minh Tú lắc đầu cười khổ, ngươi liền không thể lại hướng sâu bên trong nghĩ một điểm, có lời cứ nói, có trăm mau thả. Ngươi có phải hay không lại ngứa da, dám ở trước mặt ta làm người khác khó chịu vì thèm lý huyền hừ lạnh nói nếu như dị thứ nguyên là một cái thứ nguyên lĩnh vực đâu minh tú nói ra lý huyền nghe lập tức khẽ giật mình vẻ mặt cũng trở nên có chút khó coi nửa ngày mới lên tiếng điều đó không có khả năng a à, khả năng không lớn có thể là một phần vạn đâu minh tú cười khổ nói coi như không phải như vậy cái này thứ nguyên lĩnh vực là tại dị thứ nguyên nói cách khác ở nơi đó không có địa cầu vũ trụ quy tắc áp chế nếu như những cái kia dị thứ nguyên sinh mệnh cũng có thể tiến vào bên trong, ngươi cảm thấy chúng ta nhân loại còn có thể có cơ hội cầm tới khối ru biết bản xếp hạng đệ nhất sao, đi qua dị thứ nguyên minh tú, so Lý Huyền cũng biết dị thứ nguyên đáng sợ. Nhân hoàng ở địa cầu bên trên đã coi như là rất mạnh, có thể là tại dị thứ nguyên, mặt thế phía dưới sinh mệnh thật không tính là cường giả, vừa rồi chỉ muốn làm sao lợi dụng cái đồ chơi này phản công dị thứ nguyên, đến là nắm việc này quên mất lý huyền buồn bực nói khối ru biết hẳn là sẽ không chơi như vậy đi nếu như vị thứ nguyên những cái kia biến thái gia hỏa cũng có thể lên bản cái kia nhân loại chúng ta căn bản không chơi được không vị thứ nguyên những cái kia sinh mệnh nhất định có thể lên bản chu văn giận dữ nói trước kia vị thứ nguyên không phải liền đã từng điều khiển qua khối ru biết sao mặc dù có khả năng nhìn ra bọn hắn cũng không thể chân chính trưởng khống khối ru biết nhưng là có thể khẳng định là bọn hắn là có thể tiến vào khối ru biết. Bọn hắn không thể thích ứng chỉ là địa cầu vũ trụ quy tắc mà thôi, cái này cũng không có gì đáng sợ nha, nguyên bản là bọn hắn dị thứ nguyên đồ vật, cùng lắm thì nhường cho bọn họ chính là, về sau có thực lực lại giết đi qua chính là. Lý Huyền suy nghĩ một chút nói ra, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ta luôn cảm giác ở trong đó có gì không ổn chỗ, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không rõ lắm. Chu Văn nhíu mày nói ra, không chỉ là Chu Văn, những cái kia có được người phát ngôn thế lực, cũng đều phát hiện cái này thứ nguyên lĩnh vực không giống bình thường, đều là nghi ngờ không thôi, đang suy đoán tại đây rốt cuộc ý vị như thế nào, mọi người nghị luận âm ý thời điểm, khối ru biết hình ảnh lại đột nhiên hào quang biến ảo, có người mở ra khối ru biết khiêu chiến. Nhanh như vậy đã có người khiêu chiến khối ru biết rồi. Không biết sẽ là ai chứ, là nhân hoàng. Mặt hách vẫn là Caloman, có can đảm mạo hiểm giả thật nhiều a, à. còn không biết đây là cái gì thứ nguyên lĩnh vực đâu, vậy mà liền có người đi vượt quan, bình thường người nghị luận âm ý, nhưng là chân chính hiểu rõ cái này thứ nguyên lĩnh vực là địa phương nào người. Lúc này, nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng, làm vượt quan người xuất hiện tại trong tấm hình thời điểm, trong nhân loại không ít cường giả đều là biến sắc, hoàng kim làm khải, ám kim làm trượng, thoạt nhìn cùng nhân loại cơ hồ không có cái gì khác nhau có thể là cái kia sinh mệnh hình thể lại so với nhân loại cao lớn gấp hai có thừa, chỉ ít có 4-5 mét độ cao, tại cái kia sinh mệnh trên trán. Còn mọc ra con mắt thứ ba, cái kia mắt mở ra thời điểm giống như một vòng màu vàng kim mặt trời, cùng cái kia thái dương thánh điện bên trong chỗ điêu khắc mặt trời thánh thần giống nhau y hệt. Chương 1739, Sương Mù Chi Hồ, quả nhiên là tại dị thứ nguyên. Lý Huyền nhìn xem cái kia hoàng kim thần chi sinh vật, có chút buồn bực nói ra, Chu Văn cùng Minh Tú bọn người không nói gì, chẳng qua là nhìn xem cái kia sinh vật hướng về mặt hồ đi đến, trên người hắn nở rộ như mặt trời hoàng kim hào quang, vị trí trên mặt hồ sương mù bị cấp tóc xua tan, chung quanh ngàn mét bên trong lập tức biến thư thái. Chẳng qua là cái kia trên mặt hồ yên nguyên không có cái gì, phóng tầm mắt nhìn tới yên nguyên chẳng qua là đầy màn hình sóng nước, thái dương tộc đạp lên mặt hồ mà đi. Cái kia thân hình cao lớn tại sóng nước bên trên như dẫm trên đất bằng, đến là rất có vài phần chân thần hạ phàm khí thế, mới đã đi chưa bao xa, dưới nước đột nhiên sóng nước bốc lên, những cái kia nước hồ tự như thành tinh. Hóa thành một đôi tay làm cánh tay quấn về thái dương tộc, bắt lấy hai chân của hắn, liền phải đem hắn hướng trong hồ lạp, chỉ thấy mặt trời kia tộc trên thân hoàng kim quang mang nở rộ, cặp kia nước cánh tay giống như là bị nhiệt độ cao bốc hơi một dạng, trong chốc lát biến thành hơi nước còn có khả năng nghe được một tiếng quái dị kêu thảm gào thét tại dưới nước vang lên. Chớp mắt liền không có thanh âm, sau một lát, nước hồ giống như là đốt mở nồi một dạng, sóng nước bốc lên không chỉ, từng đôi nước cánh tay theo trong hồ nước vương ra, toàn bộ mặt hồ phản phất đều biến thành một mảnh cánh tay rừng cây, vô số nước cánh tay hướng về Thái Dương tộc chập tới, xa xa nước cánh tay cũng chui ra mặt nước, có thể thấy đó là từng cái toàn thân do thủy ngưng tụ mà thành thủy yêu lớn lên có điểm giống là nhân loại bộ dáng chẳng qua là hai lỗ tai như vây cá bản hẳn là hai chân vị trí lại là một đầu rắn cái đuôi nhìn xem vô số thủy yêu theo trong nước vọt lên nhào về phía thái dương tộc mặt trời kia tộc lại là tuyệt không bối rối trên thân thái dương thần mang đại phóng hết thảy bị chiếu xạ đến thủy yêu lập tức liền biến thành đầy trời hơi nước không có một cái nào thủy yêu có thể tới gần thân thể của hắn thái dương tộc liền như vậy từng bước một đạp nước mà đi hướng về sương mù chi hồ chỗ sâu đi đến trong hồ thủy yêu nhiều không kể xiết lại không có một cái nào có thể tới gần thân thể của hắn trên đường đi không biết có nhiều ít thủy yêu đều bị thái dương thần mang bốc hơi cũng là mấy mười phút trước mặt sương mù rộng mở trong sáng trước mắt xuất hiện một mảnh màu xanh lá vốn là một tòa hòn đảo nhỏ màu xanh lục xuất hiện tại trên hồ hòn đảo nhỏ kia bằng phẳng cơ hồ không nhìn thấy cái gì chập trùng trên mặt đất tràn đầy màu xanh lá cỏ xanh chỉ có tại cái kia hòn đảo vị trí trung tâm sinh trưởng một cây đại thụ cây giống như vương miện thân cây thoạt nhìn đến là bình thường có thể là cái kia lá cây lại giống như bạch ngân đúc thành trên cây còn kết lấy rất nhiều viên hoàng kim trái cây hình dạng có chút cùng loại với quả táo thái dương tộc đi tới trước cây đưa tay tháo xuống một khỏa vàng quả táo vàng sau đó liền đi tới bên cạnh một cái giống truyền tống trận địa phương theo truyền tống trận ánh sáng bốc lên cái kia thái dương tộc cũng biến mất không thấy gì nữa khối ru biết hình ảnh nhất biến xuất hiện khối ru biết bản xếp hạng phía trên xuất hiện một cái tên thái dương tộc bày ra dạng này liền xong rồi thoạt nhìn rất đơn giản nha trái cây trên cây có hạng hái xong không biết còn có hay không không bằng thừa cơ đi trước hái cái trái cây lý huyền nói ra thoạt nhìn đơn giản trong đó nhưng lại có huyền diệu không thể hành động thiếu suy nghĩ minh tú vội vàng ngăn cản lý huyền lý huyền còn muốn nói điều gì đã thấy khối ru biết hình ảnh lại phát sáng lên lại có người khiêu chiến khối ru biết là thần chi gia tộc người phát ngôn lôi địch thấy một cái toàn thân đốt ngọn lửa bùng cháy dường như hỏa thần nhân loại bình thường xuất hiện tại trong tấm hình lý huyền lập tức nhận ra được lôi địch rõ ràng cùng lý huyền là ý tưởng giống nhau mong muốn đoạt cái tiên cơ trước hái cái vàng quả táo vàng lại nói mặt trời kia tộc bày ra ỷ vào thái dương chi lực có thể bình yên vượt qua sương mù chi hồ, hắn hỏa chi lực cùng thái dương chi lực đều là nóng rực dương cương lực lượng, nghĩ đến không khó lắm đối phó những cái kia thủy yêu, có thể là khi hắn rơi tại trên mặt hồ, thân thể lại hướng về trong hồ lặn xuống. Có khả năng thấy bày ra mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, tự hồ dãy dụ lấy mong muốn bay lên, tuy nhiên lại không có tác dụng gì, sớm lên hỏa diễm thân thể rất nhanh liền chìm vào trong hồ chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu đỏ ánh sáng ở dưới hồ nước dần dần ảm đạm, trong chốc lát liền không có bóng dáng, khối ru biết hình ảnh cũng quay lại bản xếp hạng, phía trên kia vẫn là chỉ có thái dương tộc bày ra tên. Lý Huyền vẻ mặt hết sức khó coi, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, nguy hiểm thật, cái kia lôi địch dù sao cũng là cái thiên tai cấp, lại có khắc chế thủy thuộc tính hỏa chi lực, vậy mà liền như thế đưa, may mà ta không có đi, lại há lại chỉ có từng đó là Lý Huyền trong lòng nghĩ mà sợ, thấy cảnh này, trên địa cầu rất nhiều người đều là trong lòng run sợ, lôi địch cũng xem như bây giờ là nhân vật có tiếng tâm lừng lẫy. Trước đó bắt đầu thất tin cuộc chiến lúc, đã từng từng tiến vào 10 vị trí đầu bài danh, không nghĩ tới cứ như vậy vô thanh vô tức cúp. Trong lúc nhất thời sương mù chi hồ cùng bày ra đều thành mọi người thảo luận đứng đầu, bởi vì bày ra xuất hiện, bình thường người cũng đều biết nơi đó có thể là dị thứ nguyên mọi người đối với dị thứ nguyên rõ ràng càng thêm tò mò một chút đương nhiên bọn hắn cũng đều đang suy đoán bày ra đến cùng là đẳng cấp gì thiên tai cấp lôi địch cứ như vậy vô thanh vô tức treo bày ra lại có thể tùy tiện xuyên qua sương mù chi hồ khoảng cách rất lớn thậm chí có người suy đoán hắn là tận thế cấp bất quá giống chu văn nhân loại bình thường cường giả đến cũng rõ ràng bày ra không thể nào là tận thế cấp bất quá rất có thể là thiên giới cấp tồn tại chu văn mặc dù cũng đang chú ý sương mù chi hồ sự tình thế nhưng cũng không có tiếng đến khiêu chiến dự định trước mắt trọng yếu nhất vẫn là muốn mau mau nắm còn lại hai loại nguyên khí quyết tấn thăng đến thiên tai cấp thái tuế cùng thái cổ bào tử tại cung lôn sơn trong hẻm núi lớn lẫn vào tiếng gió thổi nước lên những cái kia bào tử cho trợ giúp của bọn nó to lớn thái tuế đã đến thiên tai cấp nhân gian giai còn đang không ngừng trưởng thành bên trong thái cổ bào tự tấn thăng thiên tai cũng chỉ là không sớm thì muộn vấn đề, tương lai lại là hai cái mười phần trọng yếu chiến lực, chẳng qua là cùng ma thần kỹ phối hợp thứ nguyên lĩnh vực một mực không có tìm được tương đối thích hợp, cái này khiến Chu Văn mười phần phiền muộn, lão Chu. Ngươi xem ai tới? Ngày này Chu Văn đang nghiên cứu trên tay thứ nguyên lĩnh vực tình báo, lại nghe được Lý Huyền Thanh âm thật xa liền truyền tới, vương lộc. Chu Văn ra cửa xem xét, liền thấy lý huyền cùng vương lộc hai người sánh đôi đi tới chu văn ngươi thế nào thấy một điểm biến hóa đều không có ngay cả ta nữ nhân này đều có chút đố kỵ vương lộc đánh giá chu văn vừa cười vừa nói ngươi cũng không có thay đổi gì chu văn nói ra lý huyền ở một bên ồn ào nói lão chu ngươi cái gì ánh mắt người ta vương lộc rõ ràng lớn lên rất thật tốt nha lý huyền này chữ to không chỉ tăng thêm âm điệu còn kéo vô cùng dài nói chuyện thời điểm còn hướng vương lộc trên thân liếc nhìn chu văn không khỏi theo ánh mắt của hắn nhìn sang vương lộc lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt một bàn tay quất vào lý huyền trên mặt nắm lý huyền mặt đều đánh chuyển hướng một bên khác miệng đều bóp méo này không công bằng lão chu cũng nhìn dựa vào cái gì liền đánh chính ta lý huyền xoa mặt tức giận căm phẫn nói ai bảo ngươi miệng tiện vương lộc xì một tiếng chuyển nói với chu văn nghe nói ngươi muốn tìm không gian hệ thứ nguyên lĩnh vực phải không? Chương 1740, vô hạn tuần hoàn, làm sao ngươi biết? Chu Văn hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, hắn đang tìm kiếm không gian hệ thứ nguyên lĩnh vực như thế sự kiện, là nhượng lý huyền âm thầm tiến hành, mặc dù không có nói làm đến tuyệt đối giữ bí mật khoa trương như vậy, nhưng cũng không có nói cho cái gì khác người, ta nói lão Chu, làm sao đều đã nhiều năm như vậy, người đến bây giờ còn là một điểm tiến bộ cũng không có chứ người ta đây rõ ràng liền là một mực quan ôi lý huyền lời còn chưa dứt liền bị vương lộc bấm một cái được các ngươi trò chuyện ta đi ta đi còn không được sao lý huyền đối chu văn nháy mắt ra hiệu một phiên sau đó quay người liền đi ra ngoài lý huyền đi về sau vương lộc lúc này mới nói với chu văn ta nghe lý huyền nói ngươi đang tìm không gian hệ thứ nguyên lĩnh vực vừa vặn ta gần nhất gặp một cái có chút đặc thù không gian thứ nguyên lĩnh vực Ngươi nếu là có hứng thú, ta có khả năng dẫn ngươi đi nhìn một chút, gọi điện thoại cho ta là được rồi, ngươi làm sao còn chính mình đi một chuyến. Chu Văn nói ra, Vương Lộc khóe mắt trung rẩy, ngón tay có chút kìm nén không được xúc động, bất quá cuối cùng vẫn là đè ép xuống, nói với Chu Văn, cái kia thứ nguyên lĩnh vực có chút đặc thù, ở trong điện thoại nói không tiện. Cho nên ta tự mình tới một chuyến, đó là dạng gì thứ nguyên lĩnh vực. Chu Văn đang ở làm vấn đề này một sầu mạc triển, liền vội vàng hỏi, Vương Lộc trong lòng có chút thất vọng, lại vẫn là nói, cái kia thứ nguyên lĩnh vực tên gọi là gì ta còn không biết, địa điểm ngay tại bầy ra đổ, bầy ra đổ. Chu Văn nghe hơi ngẩn ra, nơi này hắn là nghe nói qua, ngay tại đông khu Tây Bộ. Thời cổ có địa cầu chi tai cùng tử vong chi hải xưng hào, nghe nói tại thứ nguyên phong bạo không có buông xuống trước đó liền đã từng phát sinh qua rất nhiều quỷ dị ly kỳ sự tình. Đúng, liền là bày ra đổ, nơi đó thứ nguyên lĩnh vực không nhiều, nhưng lại vô cùng quỷ dị, tộc ta bên trong có một trưởng bối ngộ nhập trong đó, phát hiện một cái thứ nguyên lĩnh vực. Vương Lộc nắm cái kia thứ nguyên lĩnh vực tình huống kỹ càng nói một lần. Vương gia trưởng bối kia vốn là đi sa mạc trì tìm kiếm một loại phối hợp sủng, kết quả nhưng bởi vì ngoại ý muốn lạc mất phương hướng, ngộ nhập bày ra đổ khu vực, bày ra đổ tại thời cổ liền đã mười phần hung hiểm. Thứ nguyên phong bạo buông xuống về sau liền càng thêm quỷ dị ly kỳ, ngộ nhập trong đó người cơ hồ không thể ra tới, cái kia vương gia nhân vốn cho là chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai biết lại ngoài ý muốn phát hiện một cái thứ nguyên lĩnh vực, tại cái kia thứ nguyên lĩnh vực phát sinh một ít chuyện về sau, hắn vậy mà sống đi ra, mà hắn ra tới địa phương lại đã không phải là đại sa mạc, mà là tại phía xa một phía khác trong vùng biển, cái kia phiến hải vực đồng dạng tiếng tâm lừng lẫy liền là có lấy ma quỷ ba góc danh xưng tam giác betmuda bởi vì liền cái kia vương gia nhân chính mình cũng nói không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra trong đó rất nhiều trải qua ngay cả chính hắn cũng không biết là tình huống như thế nào bất quá trong đó có một ít then chốt trải qua có thể xác định hắn là đã trải qua một chút đặc thù không gian lực lượng ảnh hưởng cái kia thứ nguyên trong lĩnh vực không có thứ nguyên sinh vật có thể là vô luận hắn đi như thế nào cuối cùng đều sẽ trở lại cùng một nơi cái này cũng không tính quỷ dị quỷ dị chính là hắn lưu lại ký hiệu ý thức được chính mình mê thất về sau cái kia vương gia nhân tại một chỗ lưu lại một cái cái bật lửa sau đó tiếp tục đi đi không biết bao nhiêu thời gian về sau hắn lại thấy được cái kia cái bật lửa càng quỷ dị chính là hắn phát hiện mình trên thân vậy mà nhiều một cái cái bật lửa hắn chỉ có một cái cái bật lửa đã để dưới đất làm ký hiệu không có khả năng lại có cái thứ hai có thể là khi hắn thấy chính mình cái bật lửa thời điểm, theo bản năng sờ soạn một thoáng túi, ở trong đó lại còn có một cái cái bật lửa, lấy ra xem xét, cùng trên mặt đất cái bật lửa vẫn là giống như đúc, lúc ấy đem hắn dọa sợ, vương gia nhân nắm hai cái cái bật lửa đều cho ném trên mặt đất, lại dạo qua một vòng về sau, hắn liền lại thêm một cái cái bật lửa. Như thế như vậy xoay chuyển không biết vài vòng về sau, trước mặt hắn đã nhiều một đống cái bật lửa tất cả cái bật lửa đều giống như đúc, vô luận là trình độ cũ mới vẫn là cái khác cái gì đều không kém chút nào, liền chính hắn đều không phân biệt được, cái nào mới là hắn cái bật lửa, nói như vậy, nơi đó chỉ sợ đã không phải là đơn thuần không gian lực lượng. Rất có thể dính đến thời không lực lượng. Chu Văn suy nghĩ một chút hỏi, sau này hắn làm sao đi ra? Lại thế nào đến Bét Muda, không biết. Vương Lộc lắc đầu nói ra, hắn cuối cùng thực sự chống đỡ không nổi hôn mê đi, chờ khi tỉnh lại đã tại bờ biển trên bờ cát, này đến là có chút ý tứ. Chu Văn Trầm Tư nói, nhà chúng ta dự định muốn đi cái kia thứ nguyên lĩnh vực thăm dò. Người nếu là có hứng thú, có thể cùng đi. Vương Lộc nói ra, được, tính ta một người. Chu Văn cảm thấy cái này thứ nguyên lĩnh vực thật đúng là có chút khác loại, nói không chừng thật sự có thể cùng ma thần kỹ phối hợp cũng khó nói, coi như không đi vào, cũng có thể đi tìm tìm tay nhỏ đồ án, coi như cùng ma thần kỹ không phối hợp, vì trợ giúp vương lộc cũng cần phải muốn đi một chuyến. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, ước định thời gian về sau, vương lộc nói trong nhà mặt đang đang chuẩn bị đi thăm dò thứ nguyên lĩnh vực sự tình, nàng không thể tại đây bên trong đợi quá lâu, trước hết hồi trở lại vương gia đi, ta nói lão chu, ngươi có phải hay không ngốc? Khi còn bé đầu có phải hay không bị lừa đá qua? Lý Huyền nghe xong Chu Văn nói sự tình, lập tức không còn gì để nói. Có ý tứ gì? Chu Văn cau mày nói, Lý Huyền giận dữ nói, người chính là một xuất sinh, uổng công người ta Vương Lộc tắm lòng thành, ta làm sao vậy? Vương Lộc muốn đi thăm dò lần kia nguyên lĩnh vực, ta không phải đáp ứng giúp nàng đi thăm dò sao? Chu Văn nói ra, muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi mặt lớn đúng hay không? Liền người ta Vương Lộc vận khí đó, cần ngươi hỗ trợ sao? mà lại ngươi biết nàng nói sự kiện kia ý vị như thế nào sao? Lưu lại một đồ vật. Liền có thể trở ra một vật, hơn nữa còn có thể vô hạn phục chế, nếu như rớt không phải cái bật lửa, mà là cao cấp phối hợp trứng hoặc là kỹ năng kết tinh cái gì, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lý Huyền một bộ chỉ tiết trèn sắt không thành thép biểu lộ, này ta còn thực sự không nghĩ tới. Chu Văn lập tức khẽ giật mình hắn lập tức hiểu rõ cái kia thứ nguyên lĩnh vực chân chính giá trị coi như ở bên trong không có cái khác bất luận phát hiện gì chẳng qua là lợi dụng cái này kỳ lạ hiện tượng liền có thể sinh ra không cách nào tưởng tượng chỗ tốt người ta nắm thiên đại bí mật đều thả ở trước mặt ngươi ngươi còn tưởng rằng là mình tại giúp người ta ngươi nói ngươi có phải hay không xuất sinh lý huyền nhìn không được lại mắng nói như vậy ta là thật thiếu vương lộc một cái người lớn tình về sau đến trả lại mới được. Chu Văn trầm ngâm nói, Lý Huyền cảm giác không còn gì để nói, dường như đã lười lại cùng Chu Văn nói thêm cái gì, ngươi yêu làm sao lại làm sao, ngược lại về sau ngươi nếu là xin lỗi Vương Lộc, ta này làm huynh để khẳng định đứng Vương Lộc bên kia, dứt lời Lý Huyền liền rời đi, hắn sợ chính mình lại cùng Chu Văn nói tiếp. Liền không nhịn được muốn đánh hắn. Chương 1741, Vương Lộc thỉnh cầu, liên tục mấy ngày, đều có dị tộc lên bản hái đi vàng quả táo vàng tuy nhiên lại liền một cái lên bản nhân loại đều không có dù cho là những cái kia nhân loại người phát ngôn cũng không có một cái nào leo lên khối ru biết bản xếp hạng chớ đừng nói chi là hái vàng quả táo vàng thậm chí giống mặt hách loại hình mạnh mẽ người phát ngôn căn bản cũng không có khiêu chiến khối ru biết bình thường người chẳng qua là hy vọng có nhân loại có thể leo lên bản xếp hạng nhưng lại không biết người phát ngôn trên cơ bản đều tiếp đến dị tộc cảnh cáo để bọn hắn không muốn khiêu chiến khối ru biết, trên cây vàng quả táo vàng hết thảy chỉ có 37 viên, mắt thấy từng cái vàng quả táo vàng không ngừng mà giảm bớt. Càng ngày càng nhiều người hy vọng nhân hoàng có thể xuất chiến, tại khối ru biết phía trên chiếm cứ một chỗ cắm dùi, Chu Văn cũng không thể nghe được bọn hắn triệu hoáng, hắn đi theo vương lộc đoàn người, tiến nhập quỷ dị bày ra đổ, nơi này thiết bị điện tử căn bản không có tín hiệu, bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn là tuyệt không biết vô biên sa mạc tại thời cổ đại liền vùng cấm của nhân loại nếu mê thất ở trong đó không có nước và thức ăn duy trì không dùng đến mấy ngày liền sẽ chết đám người bọn họ bên trong có thủy hệ khủng cụ cấp cường giả lấy nước cũng không là việc khó gì thức ăn cũng mười phần sung túc đến không cần làm này chút lo lắng thế nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn là có thể hoành hành vô kỵ thứ nguyên phong bạo về sau bày ra đổ hơn xa trước kia càng thêm đáng sợ đoàn người đi cẩn thận từng ly từng tí cũng không biết có phải hay không là bởi vì có vương lộc tồn tại bọn hắn trên đường đi đến là hữu kinh vô hiểm cũng không có gặp được quá nhiều hung hiểm biến cố bất quá ngay cả tục đi vài ngày cũng không có tìm được vương gia nhân nói tới cái kia thứ nguyên lĩnh vực tam thúc hiện tại chúng ta nên đi hướng nào nhìn xem mênh mông vô bờ muối sát đất cát vương lộc nhíu mày nhìn về phía một bên người trung niên hỏi trung niên nhân kia tên là vương hoài đoan luận bối phận là Vương Lộc Tam Thúc, hơn 40 tuổi tuổi tác, bây giờ cũng chỉ là sử dụng thần thoại dịch cấp độ thần thoại, lúc trước liền là hắn phát hiện cái kia thứ nguyên lĩnh vực, xin lỗi gia chủ, lúc trước ta cũng là mơ mơ hồ hồ đi vào cái kia thứ nguyên lĩnh vực. Chỉ biết là đại khái là tại phiến khu vực này, đến cùng ở nơi nào, ta hiện tại là thật một điểm đầu mối cũng không có. Vương Hoài Đoan có chút xấu hổ nói ra, Vương Lộc đến cũng không có muốn trách cứ hắn ý tứ, lúc ấy loại tình huống đó vương hoài đoan không làm rõ được thứ nguyên lĩnh vực vị trí không có gì lạ nàng nguyên bản cũng không có hy vọng vương hoài đoan có thể ghi lại rất nhiều chỉ cần xác định là phiến khu vực này là được rồi không sao là tại phiến khu vực này à vương lộc lại hỏi hẳn là sẽ không sai vương hoài đoan nói ra vương lộc gật gật đầu nhìn về phía một bên đang chơi điện thoại di động chu văn nói ra chu văn nắm dậy của ngươi cho ta mượn một đầu làm gì chu văn ngồi tại đại uy kim cương ngưu trên lưng nghe được vương lộc một bên nắm trên chân giày cởi ra vứt cho vương lộc vừa nói thử thời vận vương lộc tiếp nhận chu văn giày trực tiếp vứt ra ngoài nhìn một chút giày rơi xuống sau mũi giày đối phương hướng nói ra hướng bên kia đi nói xong vương lộc nắm giày kiếm về trả lại cho chu văn một đám vương gia nhân đối với vương lộc này nhìn như một loại trò đùa cách làm không có bất kỳ cái gì hoài nghi hướng về Vương Lộc nói tới phương hướng đi đến, Chu Văn tiếp nhận giày mặt vào, có chút tò mò nhìn Vương Lộc hỏi, trước đó vì cái gì không trực tiếp sử dụng phương pháp này, người không thể có quá nhiều hy vọng xa vời, nếu là yêu cầu xa vời quá nhiều không thuộc về mình phúc phận, coi như cuối cùng đạt được, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Vương Lộc lập lờ nước đôi nói. Chu Văn gật gật đầu, hắn đến là có chút hiểu rõ, Vương Lộc may mắn lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng nàng dù sao không phải thần lực vô biên may mắn nữ thần chỉ sợ này may mắn lực lượng cũng là có hạn chế chưa hẳn thật sự có thể chuyện gì đều có thể dựa vào may mắn giải quyết thật muốn là chuyện gì đều có thể đủ dựa vào may mắn giải quyết vương lộc sớm nên thành vì nhân loại bên trong người mạnh nhất trên thực tế vương lộc đến bây giờ còn không có tấn thăng thiên tai đoàn người tiếp tục lên đường đi không đến nửa ngày vương hoài đoan đột nhiên chỉ một chỗ phía trước địa phương kêu lên chính là chỗ đó cái kia chính là thứ nguyên lĩnh vực cửa vào chu văn theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang chỉ thấy tại mênh mông vô bờ muối sát hình dạng mặt đất phía trên xuất hiện một cái hồ nước cái kia hồ nước không tính lớn mặt nước như chiếc gương không có chút nào gợn sóng vương hoài đoan hưng phấn mà tiếp tục nói thấy bên hồ khối kia hình thù kỳ lạ tảng đá lớn sao chỉ phải xuyên qua nơi đó là có thể tiến vào cái kia kỳ lạ thứ nguyên lĩnh vực Vương Hoài Đoan nói tới hình thù kỳ lạ tảng đá lớn là một cái có cao mười mấy mét cự thạch. Có lẽ là bởi vì nhận lấy bảo các thời gian dài tàn phá, tại cự thạch kia ở giữa có một đầu một khe lớn, có thể đủ dung nạp hai người sánh đôi thông qua, Chu Văn nhìn thoáng qua trên tảng đá lớn vết nứt, theo vết nứt nhìn sang, liền là phía sau hồ nước, từ hồ không có gì chỗ khác biệt, tại chỗ tu chỉnh, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại thăm dò thứ nguyên lĩnh vực. Vương Lộc mang theo mọi người đi tới tảng đá lớn trước, nhưng không có lập tức tiến vào bên trong, nhìn một chút liền phải xuống núi mặt trời, phân phó mọi người chi lên lều vải, lấy một cái tạm thời doanh địa, Chu Văn tại phụ cận chuyển động, cũng không có tìm được tay nhỏ đồ án, chỉ có thể lộ vẻ tức giận về tới doanh địa, Chu Văn chính mình mang lều trại, độc lập một người ở lại, ban đêm lúc nghỉ ngơi, đã thấy Vương Lộc kéo cửa ra màn chui đi vào. Thế nào, ngủ không được sao? Chu Văn cười hỏi, Vương Lộc ngồi xuống, lắc đầu nói ra, có chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ, chuyện gì? Chu Văn sợ dĩ không có lập tức đáp ứng, không phải là bởi vì hắn nghĩ muốn cân nhắc lợi hại quan hệ, mà là bởi vì cảm thấy Vương Lộc lúc này tới tìm hắn, chỉ sợ mời hắn trợ giúp sự tình không thể coi thường, hắn nhất định phải thận trọng đối đãi. Không thể có phụ Vương Lộc nhờ vả, Vương Lộc từ trong lòng ngực xuất ra một cái hộp đặt vào Chu Văn trước mặt, cái này ngươi cầm giùm ta, Ngày mai tiến vào thứ nguyên lĩnh vực về sau, nếu như hết thảy thuận lợi, ngươi lại đem nó đặt ở thích hợp địa phương, trong này sẽ không phải là." Chu Văn lời còn chưa dứt, liền bị Vương Lộc dùng ngón tay che miệng môi, "Ngươi tự mình biết liền tốt. Đồ vật liền nhờ ngươi." Vương Lộc dứt lời liền đứng dậy ra lều trại, cũng không có dừng lại lâu, Chu Văn nhìn xem trước mặt hộp, không khỏi âm thầm nhíu mày, nếu như hắn đoán không lầm, trong hộp hẳn là Vương Lộc chuẩn bị trọng yếu bảo vật rất có thể là một loại nào đó cao cấp phối hợp trứng, bởi vì phối hợp sủng khó mà rời đi chủ nhân quá xa, cho nên không có cách nào thả tại thứ nguyên lĩnh vực bên trong tiến hành phục chế. Đây cũng là vì cái gì Vương Hoài Đoan lúc trước không có thí nghiệm, đó là bởi vì trên người hắn căn bản không có phối hợp trứng, không có cách nào tiến hành thí nghiệm, lần này Vương Gia có chuẩn bị mà đến, khẳng định chuẩn bị vô cùng cao cấp phối hợp trứng hoặc là cái khác cái gì bảo vật, chẳng qua là không biết vì cái gì Vương Lộc muốn đem trong hộp đồ vật đặt ở hắn nơi này. Chu Văn không có mở ra hộp xem là cái gì, trực tiếp nắm hộp thu vào, tiếp tục soạt hắn trò chơi phó bản, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Vương Gia Nhân liền thu thập đồ đạc, trùng trùng điệp điệp xuyên qua tảng đá lớn, Chu Văn đi theo đội ngũ bên trong, xuyên qua vết nước trong tích tắc, cảnh sát trước mắt lại cùng vừa mới nhìn đến, giống như cũng không có quá lớn khác biệt. Chương 1742, giống như đúc, rõ ràng nhìn xem tảng đá lớn đằng sau là cái kia hồ nước mặn, có thể là xuyên qua tảng đá lớn về sau, trước mắt thấy vẫn là tòa kia hồ nước mặn, tự hồ cũng không hề có sự khác biệt, chúng ta thật tiến nhập thứ nguyên lĩnh vực sao? Có người nghi ngờ nói, vấn đề này rất nhiều người đều muốn hỏi, liền Chu Văn đều hơi nghi hoặc một chút. Xuyên qua tảng đá khe hở về sau, tự như cùng vừa rồi cũng không hề có sự khác biệt không giống nhau, vô cùng không giống nhau. Vương Hoài Đoan hết sức khẳng định nói ra, nếu như không xuyên qua khối này tảng đá lớn khe hở, như vậy vô luận đi bên nào, đều sẽ rời đi này mảnh hồ nước mặn, mà xuyên qua tảng đá khe hở về sau, vô luận như thế nào đi, cuối cùng đều sẽ trở lại bên hồ. Tự như là một mực tại vây quanh hồ nước mặn quay tròn, hiện tại Luân Hồi đã bắt đầu sao? Chu Văn đánh giá bốn phía hỏi, cũng đã bắt đầu, Bất quá chờ chúng ta rời đi nơi này về sau, lại thế nào đi đều không nhìn thấy này khối đá lớn, nói cách khác chúng ta không có khả năng lại từ nơi này ra ngoài. Vương Hoài Đoan suy nghĩ một chút nói ra, lúc ấy ta đi thật lâu, cũng không có khả năng rời đi nơi này. Còn cho là mình chết chắc, người đã trải qua hết hơi hết sức thần trí không rõ, cái kia trong hồ đột nhiên xuất hiện long hấp lực, ta bị cuốn vào, tỉnh lại thời điểm, người đã đã tại ma quỷ ba góc bên bờ biển bên trên đến cùng là thế nào đi ra ta cũng không rõ ràng, tam thúc, ngươi cùng đi với chúng ta, chí xa, ngươi mang theo một tiểu đội lưu tại tảng đá lớn trước trong coi. Vương Lộc ung dung chỉ huy, đến là rất có vài phần gia chủ bộ dáng, cùng Chu Văn trước đây quen biết Vương Lộc tự hồ có chút khác biệt, ngoại trừ lưu tại tảng đá lớn trước một cái năm người tiểu đội bên ngoài, những người khác đều đi theo Vương Lộc cùng đi, Chu Văn cũng ở trong đó, lần này, Vương gia nhân cũng không để lại đồ vật gì, nghĩ muốn thử một chút xem lúc trở lại lần nữa. Còn có thể hay không thấy năm người kia tiểu đội, Chu Văn đi theo đám bọn hắn cùng đi, đồng thời bày ra sư vực quét hình bốn phía, đặc biệt là trong hồ, nếu quả thật có cái gì quái dị, đó là có khả năng nhất tồn đang vấn đề địa phương. Bất quá Chu Văn quét nhìn một hồi lâu, sư vực có thể đến nơi phạm vi cũng không có cái gì phát hiện, cái kia trong hồ tự hồ sinh vật gì đều không có. Đừng nói là thứ nguyên sinh vật liên bình thường vi sinh vật đều không có phát hiện này tòa trong hồ muối hàm lượng rất cao người nhảy vào đi có khả năng trực tiếp hiện lên đến trước đó ta đã từng thử qua nhảy vào trong hồ hy vọng có thể tìm tới một chút thứ nguyên sinh vật làm thức ăn kết quả chẳng phát hiện bất cứ thứ gì vương hoài đoan vừa đi vừa nói ra vương lộc chẳng qua là lặng lặng nghe cái gì cũng không có nói mọi người lượn quanh hồ mà đi cũng không có đi loạn có thể là bọn hắn đi một đoạn thời gian rất dài xem chừng hẳn là không sai biệt lắm vòng quanh hồ đi một vòng thời điểm vẫn không có thấy tiếng đến lúc khối đá lớn kia quả nhiên có chút quỷ dị chu văn khẽ nhíu mày hắn không có cảm giác được không gian có thay đổi gì tảng đá lớn cùng thủ tại tảng đá lớn trước vương gia nhân vậy mà đều không thấy cái này thứ nguyên lĩnh vực xác thực không đơn giản tiểu lý ấn kế hoạch làm việc vương lộc đối một cái vương gia thanh niên nói ra cái kia thanh niên gật gật đầu lưu tại bên hồ những người khác tiếp tục vòng quanh hồ mà đi, thanh niên trên thân mang theo vương gia bộ phận phối hợp trứng. Nếu là tìm tới hắn thời điểm, những cái kia phối hợp trứng có thể biến thành hai phần, vương gia coi như là thật phát đạt, cái này thứ nguyên lĩnh vực quả thật có chút quỷ dị, cẩn thận một chút. Chu Văn đi tại Vương Lộc bên người, thấp giọng nói với Vương Lộc một câu, hắn luôn cảm giác trong nội tâm có chút không thoải mái, hoặc là nói cái này thứ nguyên lĩnh vực khiến cho hắn có chút bất an. Chu tiên sinh, ngươi yên tâm đi, lần trước tới thời điểm ta tại đây bên trong xoay chuyển vài ngày, không có phát hiện bất luận cái gì thứ nguyên sinh vật, còn trong hồ dày vào một hồi lâu, nếu là có thứ nguyên sinh vật sớm nắm ta ăn. Vương Hoài Đoan nói ra, cẩn thận một chút không sai lầm lớn, tất cả mọi người giữ vững tinh thần tới. Vương Lộc nói ra, vương gia mọi người lên tiếng. Tiếp tục vòng quanh hồ đi, có lẽ là Chu Văn quá nhạy cảm trên đường đi vẫn là cái gì cũng không có gặp gỡ chu văn xem chừng không sai biệt lắm sắp lượn quanh hồ một vòng ngưng mắt nhìn về phía trước hy vọng có thể thấy ở lại nơi đó tiểu lý này xem xét thật đúng là khiến cho hắn cho thấy được cùng bọn hắn thời điểm ra đi không sai biệt lắm tiểu lý an vị ở bên hồ đang nhàm chán nắm lấy hạt cát đang loay hoay chu văn đang nhìn xem đâu đột nhiên sắc mặt biến hóa tiểu lý ở nơi đó lại đi trong chốc lát cuối cùng có người thấy được tiểu lý ngạc nhiên kêu lên mau đi xem một chút trên người hắn mang theo phối hợp trứng có hay không biến thành hai cái cả đám đều kích động lên tăng nhanh bộ pháp hướng tiểu lý bên kia chạy đi chạy trước chạy trước mọi người bước chân cũng đều thả chậm lại trên mặt lộ ra không khỏi kinh hãi biểu lộ bởi vì bọn hắn phát hiện ngồi ở chỗ đó tiểu lý vậy mà không phải một cái mà là hai cái hai cái giống nhau như đúc tiểu lý sánh đôi ngồi vừa rồi chu văn sở dĩ sắc mặt đại biến cũng là bởi vì hắn thấy được hai cái tiểu lý mà lại tại sư vực phía dưới vậy mà không phân biệt được cái nào là thật tiểu lý hoặc là nói hai cái tiểu lý đều là thật liền người cũng có thể cùng một chỗ phục chế sao chu văn cách cách gần như thế vẫn là không có phân biệt ra được hai cái tiểu lý có cái gì khác biệt lúc này hai cái tiểu lý cũng phát hiện chu văn một nhóm người lập tức đều bò lên hướng về bọn hắn bên này chạy tới vừa chạy còn vừa kêu, gia chủ. Không xong. Ra quái sự. Nhiều một cái ta. Không là, là. Có đồ vật gì giả mạo ta, lời nói này không có vấn đề gì, vấn đề là hai cái tiểu lý nói lời đều giống như đúc, liền biểu lộ đều không có hai gây nên, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người đều xem ngay người, tiểu lý, người trước đứng ở nơi đó đừng động. Vương Lộc nhìn chầm chầm hai cái tiểu lý nói ra, cơ hồ không do dự, hai cái tiểu lý đều ngừng lại, tự hồ cũng đối với vương lộc mệnh lệnh mười phần tinh phục, đem các ngươi trên thân mang phối hợp trứng lấy ra. Vương lộc tiếp tục nói, hai cái tiểu lý đều nắm trên lưng ba lô cầm xuống dưới, sau đó đem bên trong phối hợp trứng đều cho móc ra, hết thảy bảy cái phối hợp trứng. Mỗi cái phối hợp trứng đều không giống nhau, có thể là hai người phối hợp trứng lại đều giống như đúc, giống như là hai bào thai một dạng, ta sớm nên nghĩ tới, địa phương quỷ quái này có thể phục chế cái bật lửa, người cũng cần phải có khả năng cùng một chỗ phục chế, không nên nắm tiểu lý lưu tại nơi này. Vương Hoài Đoan giận dữ nói: gia chủ, tam thúc, các ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. À. Ta không muốn có hai cái ta. Hai cái tiểu lý cùng một chỗ vẽ mặt cầu xin nói ra, Vương Lộc trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý, căn bản không phân biệt được cái nào tiểu lý mới là nguyên lai tiểu lý, không khỏi nhìn về phía Chu Văn chu văn khẽ lắc đầu hắn cũng không phân biệt ra được tới cái nào tiểu lý mới là thật trước tiên đem phối hợp trứng lưu tại nơi này chúng ta tiếp tục đi vương lộc suy nghĩ một chút để cho người ta nắm mang tới phối hợp trứng đều để ở chỗ này sau đó đem hai cái tiểu lý cùng một chỗ mang lên tiếp tục lượn quanh hồ mà đi hiện tại là thật không dám đem người lưu tại nơi này hai cái tiểu lý đều đã không có cách nào lấy nếu là lại làm ra mấy cái tiểu lý đến đoán chừng sau khi trở về vợ của hắn liền nên làm khó. Chương 1743, không có phục chế, Chu Văn mặc dù cũng muốn xem thử một chút có thể hay không nắm trên người mình đồ tốt sao chép được, giống thần bí điện thoại vật như vậy, nếu là có thể phục chế mấy cái ra tới, vậy liền thật biến thái, coi như thần bí điện thoại phục chế không ra, là mấy cái lục tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm ra tới, đó là cực tốt, đương nhiên, Chu Văn cũng không có thật làm như vậy hắn nhất định phải phải hiểu rõ cái này thứ nguyên lĩnh vực đến cùng là chuyện gì xảy ra mới dám cầm lục tiên kiếm loại hình đồ vật đi nếm thử bằng không vạn nhất xảy ra đường rẽ đến lúc đó liền được không bù mất nhìn xem đi tại đội ngũ ở trong hai cái tiểu lý chu văn luôn cảm thấy vấn đề này sợ là có chút kỳ quặc nếu quả như thật cái gì đều có thể đủ phục chế không bờ bến lấy chỗ tốt cái này thứ nguyên lĩnh vực không khỏi cũng quá mạnh một điểm vương gia trong lòng người kỳ thật đồng dạng mười phần thấp thỏm, dù sao chỗ tốt này thực sự quá lớn, lớn đến để cho người ta có chút không thể tin, nếu như không phải là bởi vì vương lộc có được cực mạnh may mắn năng lực, bọn hắn biết rõ có chỗ tốt như vậy cũng không nhất định dám đến. Đoàn người trong lòng riêng phần mình nghĩ đến chính mình sự tình, vòng quanh cái kia hồ nước mặn lại đi một vòng, khi lại một lần nữa đi vào trước đó lưu lại hành lý khu vực, quả nhiên phát hiện nơi đó xuất hiện hai đống giống nhau như đúc hành lý mở ra xem tất cả mọi thứ quả nhiên đều nhiều một cái bất quá trước đó tiểu lý phục chế qua một lần những vật kia chỉ xuất hiện một cái nhìn như vậy tới có hai cái khả năng một loại khả năng là phục chế phẩm không có cách nào bị tiếp tục phục chế hay là đồng dạng đồ vật sẽ chỉ bị sao chép được một cái chu văn tự lẩm bẩm phục chế một cái cũng được a à, một lần một cái Mười lần liền là mười cái, chúng ta tại đây bên trong đợi thêm mấy ngày, cái gì phối hợp sủng đều sẽ không lại thiếu. Vương gia cuộc khởi ở trong tầm tay. Vương gia nhân từng cái hưng phấn vô cùng, đã có người thí nghiệm tính ấp sao chép được phối hợp trứng, kết quả cùng như thường phối hợp trứng là giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt, đến lúc này, đã không có người lại hoài nghi phục chế phối hợp trứng giá trị, bọn hắn hiện tại chỉ muốn phục chế càng nhiều phối hợp trứng cùng đồ vật ra tới duy nhất so sánh phiền não liền là tiểu lý hai cái tiểu lý vẫn là phân không ra thật giả chỉ có thể tạm thời đều trông coi dân lên để tránh ra loạn gì gia chủ không có sai cái này thứ nguyên lĩnh vực chính là chúng ta vương gia phúc địa nắm mang tới đồ vật đều lưu lại đi tận khả năng phỏng chế ra nhiều thứ hơn ai biết nơi này sẽ có hay không có thời gian hạn chế một cái vương gia lão nhân nói với vương lộc không vội còn là dựa theo kế hoạch đã định trước lưu lại một bộ phận đi vương lộc lắc đầu nói còn có người nghĩ khuyên vương lộc lại bị vương lộc trực tiếp cắt ngang kế hoạch là vì bảo đảm lợi ích của gia tộc nếu như không theo kế hoạch làm việc xảy ra vấn đề các ngươi người nào chịu chứ vương gia mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng vẫn là dựa theo vương lộc mệnh lệnh chỉ để lại một bộ phận đồ vật lần nữa lượn quanh hồ mà đi ngươi thấy thế nào vương lộc đi tại chu văn bên người nhẹ giọng hỏi nơi này xác thực rất có thể là thời không hệ thứ nguyên lĩnh vực, vừa rồi ta lưu lại mấy cái cấp thấp phối hợp trứng ở nơi đó, lần sau thời điểm, hẳn là sẽ có chút phát hiện. Chu Văn nói ra, có ý tứ gì? Vương Lộc không hiểu hỏi, Chu Văn thả mấy cái phối hợp trứng tại chuyện nơi đó, Vương Lộc ngay từ đầu liền thấy, những cái kia phối hợp trứng cũng đều bị sao chép được, một lần nữa, lại sẽ thêm một cái mà thôi, tự hồ không có gì địa phương khác nhau, cũng không biết chu văn nói tới phát hiện là cái gì chu văn giải thích nói những cái kia phối hợp trứng cùng sao chép được phối hợp trứng mỗi một loại ta đều chỉ lưu lại một cái ở nơi đó vương lộc vốn là cực thông minh nghe chu văn nói như vậy lập tức hiểu rõ ra ngươi lưu lại một bộ phận nguyên bản phối hợp trứng còn có một phần là sao chép được phối hợp trứng nếu như đến lúc đó hết thảy phối hợp trứng đều lần nữa bị sao chép được nói cách khác phục chế là không có hạn chế chỉ bất quá đồng dạng đồ vật mỗi lần chỉ có thể bị sao chép được một cái nếu có một bộ phận phối hợp trứng không có bị sao chép được cái kia chính là nói phục chế phẩm không có cách nào lại bị phục chế chu văn gật đầu nói nếu thật là thời không lực lượng đang có tác dụng như vậy vô luận lưu lại chính là nguyên bản vẫn là phục chế phẩm hẳn là đều có thể đủ sao chép được mới đúng không không nên nói là phục chế hoặc là dùng không gian song song để hình dung tương đối tốt những vật kia đều đến từ không gian song song mà không phải sao chép được nếu như phục chế phẩm không có bị phục chế cái kia liền không nói được rồi dĩ nhiên hiện tại còn cũng chỉ là suy đoán còn muốn xem thử xem kết quả thấy những cái kia bị sao chép được đồ vật ngươi liền một điểm không tâm động vương lộc đánh giá chu văn hỏi ngay tại lúc này chu văn lại còn có thể suy nghĩ nhiều chuyện như vậy không có chút nào chịu ảnh hưởng nhưng vương lộc mười phần giật mình, vương lộc bản thân vận khí vô cùng tốt, bình thường cũng không thiếu cái gì, có thể là thấy bị sao chép được những vật kia, ý chí vẫn còn có chút dao động, sở dĩ kiên trì muốn theo kế hoạch làm việc, cũng bất quá chỉ là vì dùng phòng ngừa vàng nhất, dù vậy, nàng cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy. Không giống chu văn như vậy bình tĩnh, tâm động, làm sao lại không tâm động, bất quá. Chu Văn tựa hồ có chút lưỡng lự, không có nói hết lời thuận tiện liền nói không tiện không cần phải nói vương lộc nói ra cũng không có gì không tiện ta chính là sợ ngươi sẽ thêm nghĩ chu văn suy nghĩ một chút nói ra cái kia cứ nói thẳng đi ta tuyệt đối tin tưởng ngươi vương lộc nghiêm túc nói ra ta liền sợ tin tưởng mình ta đến thà rằng nguyện chính mình nghĩ sai chu văn cười khổ một tiếng không đợi vương lộc truy vấn liền tiếp tục nói không nói gạt ngươi Căn cứ ta kinh nghiệm trước kia, ta mỗi một lần tiến vào một cái nào đó xa lạ thứ nguyên lĩnh vực, tự hồ cũng xảy ra chút chuyện, mỗi lần đều sẽ tương đương mạo hiểm, cho nên coi như ta lại thế nào tâm động. Trong nội tâm thủy chung đều vẫn còn có chút để ý, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, làm ta giật cả mình, yên tâm đi, có ta ở đây bên cạnh ngươi, vận khí của ngươi sẽ biến tốt. Vương Lộc cười nói, ta đến là không có gì không yên lòng, liền sợ ngươi không yên lòng. Chu Văn cười nói, hai người vừa đi vừa nói, tha nửa ngày sau, mọi người lần nữa tiếp cận bỏ đồ vật địa phương. Chu Văn xa xa liền thấy nơi đó lại nhiều một đống đồ vật, hắn thải những cái kia phối hợp trứng cũng ở trong đó, một cái, hai cái, sáu, không đúng, có một nửa không có bị sao chép được. Chu Văn trong lòng đến thầm về sau, không khỏi nhíu mày, dựa theo lúc trước suy đoán, nếu như là thời không lực lượng đang có tác dụng, hắn lưu lại những cái kia phối hợp trứng. Vô luận là nguyên bản vẫn là phục chế phẩm, đều ứng nên xuất hiện mới mới đúng, nhưng là bây giờ rõ ràng có một nửa không có bị phỏng chế ra mới ra tới, phục chế phẩm sẽ không bị lại bị phục chế sao? Nói cách khác, chỉ có nguyên bản mới có thể một mực bị phỏng chế ra mới, này đến cùng phải hay không thời không hệ lực lượng. Vương Lộc cũng nhìn thấy Chu Văn những cái kia phối hợp trứng lập tức liền biết chuyện gì xảy ra. Chương 1744, có vấn đề, không biết. Chu Văn khẽ lắc đầu, như có điều suy nghĩ nhìn chầm chầm những cái kia phối hợp trứng, vương gia mọi người lại đều đã phóng tới hành lý cùng hoang, chỉ cần lượn quanh một vòng là có thể đạt được rất nhiều trân quý phối hợp trứng, trước kia muốn bắt mệnh đi liều đồ vật, hiện tại chỉ cần tản tản bộ là có thể tới tay, mặc cho ai đều sẽ hưng phấn mà khó mà tự kiềm chế. Gia chủ, không sai toàn bộ đều đúng đừng do dự nữa nắm vật kia cũng lưu lại đi về sau còn không biết như thế nào đây thừa dịp hiện tại nhanh làm nhiều mấy cái mấy cái vương gia lão nhân dồn dập tới khuyên vương lộc dựa theo kế hoạch cũng chính là vòng tiếp theo mà thôi không vội tại đây nhất thời vương lộc nói ra kế hoạch là người định cần thời điểm cũng có thể linh hoạt một điểm không cần như vậy chết tắm nếu là sớm một chút đem vật kia lưu lại hiện tại đã có ba cái, ngoại trừ gia chủ ngài bên ngoài, chúng ta cũng có thể nắm giữ một cái cái kia. Lão nhân không có nói hết lời, ấy nấy nghĩ Chu Văn đến là hiểu rõ, đoán chừng vương gia có một cái đặc thù phối hợp trứng hoặc là cái gì bảo vật, chỉ bất quá sợ xảy ra ngoài ý muốn, không dám trực tiếp ở lại nơi đó. Hiện tại vương gia những người kia thấy đồ vật một lần lại một lần bị sao chép được, thực sự nhìn không được, muốn cho vương lộc nắm món đồ kia nhiều sao chép được một chút tốt để bọn hắn cũng có thể ủng có một phần chỉ cần có thể sao chép được tự nhiên là người người có phần chỉ còn lại một vòng đi thôi vương lộc nói xong tiếp tục lên đường không cho những người kia lại cơ hội nói chuyện mấy cái lão nhân có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không nói gì nữa thu thập xong đồ vật đi theo vương lộc tiếp tục lên đường phát hiện cái gì không vương lộc thấy chu văn một mực nhíu mày suy tư liền dựa đi tới hỏi cái kia đến không có bất quá nghĩ đến một việc mong muốn nhận biết cái nào là nguyên bản tiểu lý có thể nắm một cái tiểu lý ở lại nơi đó nhìn hắn có thể hay không bị sao chép được là có thể biết hắn đến cùng phải hay không nguyên bản chu văn nói ra một phần vạn lưu lại chính là nguyên bản chẳng phải là lại thêm một cái tiểu lý vương lộc cười nói chu văn cũng cười cho nên ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi kỳ thật phân biệt ra được cũng không có ý nghĩa gì coi như biết đó là một cái phục chế phẩm, các ngươi luôn không khả năng nhẫn tâm giết hắn a, à, đúng vậy a, à, nói xem như phục chế phẩm, hắn cùng tiểu lý cũng không có khác gì, chúng ta đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, làm sao có thể hạ thủ được, trừ phi hắn căn bản không phải tiểu lý. Vương Lộc có chút buồn bực nói ra, không phải tiểu lý còn có thể là cái gì? Chu Văn nói xong quay đầu nhìn về phía hai cái tiểu lý. Thấy bọn hắn về sau, vẻ mặt lại đột nhiên nhất biến, bởi vì vì những thứ khác vương gia nhân đều ở vào hưng phấn bên trong, cả đám đều muốn đi nhanh một chút, bắt đầu hai cái tiểu lý còn bị bọn hắn đặc biệt chú ý, bây giờ lại bất tri bất giác trời đến cuối cùng mặt, cũng không có người nào nghĩ đến nhìn xem bọn hắn, hai cái tiểu lý vốn là giống nhau như đúc, nhưng là bây giờ nhìn sang. Bên trong một cái tiểu lý không biết lúc nào biến có chút khác biệt, tiểu lý cũng là 20 tuổi, con mắt rất lớn, người đông phương con ngươi màu đen, nhưng là bây giờ cái kia tiểu lý cúi đầu, ánh mắt lại hoàn toàn biến thành màu trắng, giống như là cái mù mắt mù lòa một dạng, bình thường người xem ra, cũng chỉ có nhiều như vậy khác biệt, có thể là ở trong mắt Chu Văn. Cái kia tiểu lý trên thân đang tản ra một cổ khí tức quỷ dị, giống như màu trắng bụi mù ở trên người hắn bốc lên, không xong, sao chép được đồ vật có vấn đề. Chu Văn trong nội tâm lập tức lọc bọc một thoáng, một mực cúi đầu tiểu lý đột nhiên ngẩng đầu đối chu văn lộ ra nụ cười quỷ dị sau một khắc hắn liền nhào về phía bên người một cái khác tiểu lý bởi vì bọn hắn khoảng cách thực sự quá gần chu văn căn bản không có tới cùng làm cái gì hai cái tiểu lý tiếp xúc trong tích tắc bọn hắn tự như là nước sữa hòa nhau vậy mà tan hợp lại cùng nhau do hai người biến thành một người chu văn đã lách mình đến tiểu lý trước mặt nhưng hắn không biết hiện tại tiểu lý đến cùng là tình huống như thế nào tự nhiên cũng không có khả năng trực tiếp hạ sát thủ, chẳng qua là đưa tay bắt lấy tiểu lý cánh tay. Trước tiên đem hắn khống chế lại lại nói, Chu tiên sinh, ngươi đây là đang làm gì? Nghe phía sau động tĩnh, trước mặt vương gia nhân đều dừng bước lại nhìn qua, thấy Chu văn nắm lấy tiểu lý cánh tay, đều hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn, các ngươi không có phát hiện thiếu một cái tiểu lý sao? Chu văn nhìn chầm chầm tiểu lý nói ra, bởi vì quá mức hưng phấn, mọi người đã sớm đem tiểu lý sự tình ném ra sau đầu nghe chu văn nhất lên lúc này mới nhớ tới đúng a à, làm sao chỉ có một cái tiểu lý rồi một cái khác tiểu lý đi nơi nào không phải là chạy a à? mọi người xung quanh dò xét đều không có phát hiện một cái khác tiểu lý chu văn đến cùng chuyện gì xảy ra vương lộc không nhìn thấy một màn kia cho nên cũng không biết hai cái tiểu lý dung hợp thành một cái sự tình Chu Văn nắm chính mình thấy nói một lần. Đồng thời một mực quan sát đến tiểu lý phản ứng, cái kia tiểu lý đến là đàng hoàng hết sức, mặc cho Chu Văn nắm lấy cũng không nhúc nhích, cũng không có dãy dù phản kháng, ánh mắt thoạt nhìn giống như có chút si ngốc dáng vẻ, mọi người nghe ly kỳ, đều đang đánh giá tiểu lý, có thể là thế nào xem, cũng không tưởng tượng ra được, hai người là thế nào dung hợp thành một người. Nơi này sao chép được đồ vật có vấn đề, không thể lại phục chế chu văn nói với vương lộc không đợi vương lộc nói cái gì một cái vương gia lão nhân lại âm dương quái khí nói ra chu tiên sinh thật chính là hai cái tiểu lý dung hợp làm một sao ta tận mắt nhìn thấy chu văn nói ra nơi này nhiều người như vậy làm sao chỉ có một mình ngươi thấy được những người khác đều không nhìn thấy đây có phải hay không là có chút thật trùng hợp lão nhân hừ lạnh nói lưu bá bá ngài lời này là có ý gì vương lộc không vui nói ra gia chủ ta đã nói rồi chuyện nơi đây không thể ngoại truyền không thể ngoại truyền có thể là ngài hết lần này tới lần khác không nghe nhất định phải nhường một ngoại nhân cùng đi theo bây giờ người ta không thể gặp vương gia chúng ta tốt gia chủ ngài nói làm sao bây giờ lão nhân thở phì phò nói ra lưu bá bá ngươi đến cùng muốn nói cái gì vương lộc câu mày nói chúng ta đều không nhìn thấy hai cái tiểu lý dung hợp làm một hết lần này tới lần khác chỉ có chu tiên sinh thấy được còn khẳng định như vậy nói phục chế phẩm có vấn đề không thể lại phục chế ngài không cảm thấy bản thân cái này liền hết sức có vấn đề sao coi như hai cái tiểu lý thật dung hợp thành một cái vậy cũng không có nghĩa là không thể phục chế chúng ta chỉ cần tại sao chép được đồ vật dung hợp trước nắm bên trong một cái sử dụng mất không liền thành vì cái gì liền không thể phục chế đâu ta xem chính là có người không thể gặp vương gia chúng ta tốt cố ý cho chúng ta hạ ngán chân một cái khác tiểu lý là dung hợp vẫn là bị người cho thế nào ta xem còn rất khó nói đây chu văn không sẽ nói láo vương lộc nói ra biết người biết mặt không biết lòng gia chủ ngài còn trẻ có một số việc còn không nhìn thấu tại tuyệt đối lợi ích trước mặt có vài người chuyện gì làm không được lão nhân đối vương lộc đến là vẻ mặt ôn hòa chuyển hướng chu văn lúc liền không có khách khí như thế coi như hai cái tiểu lý dung hợp thành một người. Vậy hắn tổng hẳn là có thể nói chuyện a. À? Chính chúng ta hỏi hắn, sự tình chẳng phải tra ra manh mối sao? Ngươi dạng này chụp lấy hắn là có ý gì? Chương 1745, cười cái gì, các ngươi muốn hỏi điều gì, hiện tại là có thể hỏi. Chu Văn nắm lấy tiểu lý tay cũng không có buông ra, người đều bị ngươi bắt nửa chết nửa sống, còn thế nào hỏi? một cái vương gia nhân nói ra, người trước tiên đem hắn buông ra, chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn chạy hay sao, chạy không sợ, ta liền sợ hắn không chạy. Chu Văn cũng không có buông ra tiểu lý. Gia chủ, này tính là gì sự tình, tiểu lý nói thế nào cũng là vương gia chúng ta cấp dưới, coi như muốn bắt muốn hỏi, cái kia cũng cần phải là vương gia chúng ta người một nhà đi bắt đến hỏi, một ngoại nhân tính chuyện gì xảy ra lão nhân nhìn về phía vương lộc bất mãn nói đúng đấy vì cái gì chúng ta sao chép được những vật khác đều không có sự tình liền tiểu lý chính mình xảy ra chuyện mà lại người rõ ràng thật tốt bị người nắm lấy liền nửa chết nửa sống bộ dáng ngay cả lời đều sẽ không nói sợ không phải có người cất tâm tư gì người của vương gia có chuyện gì dĩ nhiên muốn vương gia nhân tự mình xử lý vương gia không ít người đều đối chu văn có chút bất mãn nhưng lại không dám động thủ thật đi đoạt người bọn hắn cũng biết chu văn lợi hại không phải người bình thường có thể tới địch nổi chu văn tiểu lý hiện tại là tình huống như thế nào vương lộc nhìn về phía chu văn hỏi tuy nói vương lộc là nhất gia chi chủ có thể là cái kia cũng không có nghĩa là vương lộc có khả năng không để ý vương gia nhân cảm xúc nếu là lòng người tản như vậy gia tộc cũng giải tán vương lộc tin tưởng chu văn nhưng cũng muốn trấn an vương gia nhân cảm xúc ta cũng không rõ ràng chẳng qua là cảm giác có chút không đúng. Chu Văn nhìn xem giống như là si ngốc mà một dạng tiểu lý, nghĩ đến vừa rồi hắn cái kia nụ cười, trong lòng luôn cảm thấy cái tên này có chút nguy hiểm, nghe một chút, này kêu cái gì lời. Cảm giác không thích hợp là có thể chụp lấy vương gia chúng ta người sao, gia chủ, chính hắn đều nói không nên lời cái đạo lý đến. Có làm như vậy sự tình sao, vương gia nhân nghe Chu Văn nói như vậy, càng thêm không tin hắn chỉ cho là hắn nhất định có cái gì mưu đồ, Vương Lộc có chút khó khăn, bất quá vẫn là không có nhả ra, Chu Văn cũng nhìn ra Vương Lộc khó xử, suy nghĩ một chút nói ra, thôi được, đã các ngươi muốn người, vậy liền đem người cho các ngươi tốt, bất quá nếu là đã xảy ra chuyện gì, vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Vương gia chúng ta sự tình không cần người ngoài quan tâm. Một đám vương gia nhân lập tức nói ra, bọn hắn ý có Vương Lộc tại, cảm thấy lấy Vương Lộc may mắn năng lực rất không có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì, thật là một cái đáng sợ đồ vật. Chu Văn thầm nghĩ trong lòng, nếu là bình thường, những người này làm sao cũng không dám cùng ta nói như vậy lời, vì này rất nhiều chỗ tốt. Lại cũng không sợ đắc tội ta. Cũng được, ta chụp lấy tiểu lý cũng không phải chút chuyện, vừa vặn nhìn xem này tiểu lý trên thân đến cùng có cái gì quỷ gì chỗ, lời đã nói đến mức này, Chu Văn cũng liền không lại chụp lấy tiểu lý, đem hắn trả lại cho vương gia. Hai cái vương gia nhân một trái một phải theo Chu Văn trong tay nhận lấy tiểu Lý, bọn hắn mặc dù trong lòng cũng có chút lo lắng. Sợ hãi tiểu Lý trên thân thật có vấn đề gì, bất quá xem cái kia tiểu Lý vẫn là si ngốc bộ dáng, đến là lại yên tâm không ít, "Tiểu Lý." Tiếp nhận tiểu Lý về sau, vương gia nhân muốn đem hắn làm tỉnh lại hỏi chút lời, có thể là tiểu Lý một mực không nói một lời, giống như choáng váng ở một dạng, lời gì cũng hỏi không ra tới không ít người vẫn là hoài nghi Chu Văn âm thầm đối tiểu lý động cái gì tay chân. Không tin cái gì hai cái tiểu lý hòa làm một thể nói chuyện, nếu như không phải rõ ràng Chu Văn thực lực, sợ là bọn hắn đều muốn trước tiên đem Chu Văn bắt lại lại nói, gia chủ, ta xem cái này cũng không có vấn đề gì, những cái kia sao chép được phối hợp trứng không phải thật tốt, ngược lại chúng ta lại không phục chế người, sẽ không có chuyện gì, không cần trì hoãn thời gian. Mau mau tiếp tục đi, mọi người chẳng qua là thúc giục vương lộc mau mau nắm vương gia chuẩn bị bảo vật buông xuống nhiều phục chế mấy cái ra tới cũng tốt vương lộc gật gật đầu nắm chính mình trong túi đeo lưng một cái hộp đem ra đặt ở cái kia đóng đồ vật phía trên chu văn một mực tại bên cạnh mắt lạnh nhìn lần này hắn cái gì cũng không có nói mọi người lần nữa lên đường vòng quanh cái kia hồ nước mặn mà đi mặc dù cũng có người lo lắng xảy ra vấn đề bất quá đối với bảo vật khát vọng Vượt qua lo lắng của bọn hắn, trên đường đi, Chu Văn vẫn luôn đang quan sát tiểu lý, hắn bị người ép tiến lên, cơ hồ là bị hai cái người của Vương gia mang lấy đi, một mực không có phản ứng gì, lần nữa trở lại bỏ đồ vật địa phương, quả nhiên lại nhiều một đống phục chế phẩm. Vương Lộc lấy ra cái hộp kia cũng ở trong đó, xem đi, ta liền nói không có vấn đề gì, này không đều là thật tốt, nhanh lên nhanh lên, lại phục chế mấy cái tốt nhất chúng ta mỗi người đều có thể đủ cầm tới một cái có chỗ này bảo địa vương gia chúng ta tương lai nhất định cũng có thể trở thành giống sáu đại gia tộc như thế tồn tại bọn hắn mỗi một cái đều là vui mừng hớn hở phản phất rất nhanh bọn hắn là có thể trở thành trên địa cầu đại quý tộc vương lộc không nói gì chẳng qua là nhìn một chút chu văn tiếp tục đi thôi chu văn chẳng qua là từ tốn nói một câu hiện tại nói thêm cái gì cũng vô dụng mà lại cũng ra không được chỉ có thể tiếp tục đi một vòng lại một vòng, càng ngày càng nhiều đồ vật bị sao chép được, không nói vương gia nhân đủ loại mừng như điên. Chu Văn trong lòng cũng có chút kỳ quái, hắn rõ ràng thấy hai cái tiểu lý dung hợp thành một cái, có thể là những cái kia sao chép được phối hợp trứng cái gì, lại chưa từng xuất hiện tình huống giống nhau, liền vương lộc buông xuống cái hộp kia, đều bị phỏng chế ra mấy cái, cũng chưa từng xuất hiện dung hợp quái sự, đến mức trong hộp đồ vật, Chu Văn cũng biết là cái gì bởi vì những vương gia đó người quá mức kinh hỉ, có người không cẩn thận nói lỡ miệng, Chu Văn Thế mới biết bên trong là một cái thiên tai cấp phối hợp trứng, dùng vương gia trình độ, hẳn là còn không có săn giết thiên tai năng lực, đoán chừng 8 chín phần 10 hẳn là vương lộc bằng vận khí đoạt được, xoay chuyển nhiều như vậy vòng, tiểu lý vẫn là cái kia si ngốc ngơ nhát bộ dáng. Cũng không có phát hiện hắn làm xảy ra chuyện gì tới, chẳng lẽ nói, chỉ có vật sống bị phục chế về sau mới có thể xảy ra vấn đề vẫn là nói chỉ có nhân loại mới có thể xảy ra vấn đề. Chu Văn suy tư các loại khả năng tính, lần nữa đi tới bỏ đồ vật địa phương, nơi đó quả nhiên lại nhiều một đống đồ vật, vương gia nhân từng cái vui vẻ đều nhanh muốn nổi điên. Rất nhiều sao chép được phối hợp trứng, đều bị vương gia nhân cho ấp ra tới, cũng không có vấn đề gì, đến mức cái kia thiên tai phối hợp trứng hộp, thì một mực không có ai đi cầm, thứ nhất là cần vương lộc cho phép, thứ hai liền coi như bọn họ hiện tại cầm cũng ấp không ra, vương gia liền một cái thiên tai đều không có, chỉ dựa vào tự thân nguyên khí, căn bản không đủ để ấp thiên tai phối hợp sủng. Cưỡng ép ấp sẽ chỉ bị hút khô nguyên khí mà chết, cho nên cũng không có người nào yêu cầu hiện tại liền ấp, vương lộc mỗi lần cũng chỉ là nắm phỏng chế ra học thu lại, cũng không có muốn ấp ý tứ, mọi người đang ở hưng phấn thời điểm. Chu Văn thấy một mực si ngốc 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 tiểu lý, trên mặt cuối cùng có biểu lộ, hắn lại lộ ra loại kia quái dị nụ cười chẳng qua là lúc này ngoại trừ chu văn bên ngoài căn bản không có người chú ý hắn lần này nụ cười của hắn cũng không có thu lại mà là một mực như vậy cười cười chu văn trong nội tâm đều có chút run rẩy tiểu lý ngươi thanh tĩnh ngươi cười cái gì áp lấy tiểu lý vương gia nhân cuối cùng phát hiện tiểu lý không thích hợp nhìn xem tiểu lý hỏi